dương trần ít kẻ kính thành mạng lo làm giữ việc lầm bỏ đi. Ngọc hoàng lụy nhỏ lâm ly mới sai chữ tướng súng thì răng dân làm đau nhiều bệnh muôn phần, cho nên Phật tổ ân cần ra đi. Tâu qua ngọc để một khi thư dung trần thế nhân dân đặng nhờ. Ngọc hoàng nghe nói ngẩn ngơ mới sai chư vị một giờ ra đi. Xuống răng trần thế vậy thì dạy răng trần thế làm lành tu thân. Ta nay phần cốt ở trần, phần hồn Phật khiến xa gần phải đi. Giáo truyền thiên hạ vậy thì mười phần dạy đặng vậy mà có hay. Tôi dưng đức Phật Như Lai giấy cầu mệt mỏi dài hoài không nghe. Thế trần đâu biết kiên dè nghe lời ma quỷ lại chê Phật trời. Dạy truyền thiên hạ khắp nơi trăm phần rắn dạy vậy thời đôi mươi. Thấy trong thiên hạ nực cười kẻ ác thì có người lành thì không. Khuyên trong tinh nữ thiện nam gắng mà tu niệm thiên đàng đặng lên. Ai mà chẳng có chí bền ngày sau yêu quỷ phân thấy chẳng còn. Hỏi mình là đạo làm con, tu cầu cha mẹ Phật đường an thân. Đời này mắt nạt thịt trần, gần công tu niệm Phật đường độ thân. Gầm trong thiên hạ vạn dân, không lo tu niệm phải lâm đọa đài. Như Lai Bồ Tát bằng nay nói với Ngọc Hoàng xét lại cho dân. Phật sai tôi phải ân cần rao truyền đạo chánh cho dân tu trì. Phật bà khuyên dạy một khi rước người tu niệm đem lên tòa vàng. Ai mà ăn ở nghinh ngang tà ma yêu quỷ đón đàn phân thay. Phật trời ngự chúng phương Tây thấy đưa ông ác chẳng còn thấy thi. Phật biểu niệm chữ từ bi thấy trong ba tánh ít ai làm lành. Đem lòng hung dữ chiến tranh làm cho chư Phật sầu bi trong lòng. Như Lai lụy nhỏ rộng rộng biết làm sao đặng cứu rài chúng sanh. Mời sai bốn vị thần nhân tới đâu truyền dạy vậy thì chúng sanh. Mười phần dạy đặng hai phần, còn tám phần nữa lại không nghe lời.
Năm nay đời đã đến rồi, Phật sai xả tội với thời cho dân. Năm nay phải kiếp ân cần, giáo truyền khắp hết đi xa gần tu thân. Mấy người làm phước làm nhân, tu thời nhất kiếp phước liền bên lưng. Mà chẳng biết tu thân thì sao phải đọa muôn phần chẳng an. Mấy người lên đặng tòa vàng, có công tu niệm chư thần đưa lên. Cho nên xa chúng trần gian, Phật trời xuống phước khỏi mang tai nạn. Lại thêm giữa đặng tòa vàng, công danh phú quý hiện gian rạng ngời. Ai mà dạy chẳng nghe lời, trời sai yêu quỷ hại mà chẳng sai. Đừng than đừng trách Như Lai, sao không cứu khổ cứu tai chúng này. Tại mình lòng ở tà tay, chẳng thương cha mẹ lại khi Phật trời. Cho nên Phật bỏ giữa đời, trời sai yêu quỷ hại mà tan quan. Kẻo mà khi dễ nghênh ngang, để cho yêu quỷ phân thay cho rồi. Tu không phải tốn tiền ngàn, ngày sau giữa đặng tòa vàng quốc vương. Thấy ai tu niệm thì thương, mấy đứa hung dữ chẳng chừa là ai. Măng nhiếc trời Phật điếc tay, hễ là làm ác ác lai đến hoài. Làm thiện thì thiện quần lai, nói cho ba tánh ai ai giữ mình. Đằng sau coi hội lòng đình, khuyên cho nam nữ lòng gìn tu thân. Ráng mà niệm Phật ân cần, bằng không tu niệm phải lâm tai nạn. Những người hung ác ngẩn ngơ, trời sai yêu quỷ rải rải chẳng than. Đời đã tận thế vậy mà, mùa nam gió bất kỳ đông, thời gió tây. Mấy trời nay đã đổi xây, công danh có một hồi này mà thôi. Ai mà gắng chí trao dồi, chí tâm tu niệm đặng ngồi tòa sen. Mấy đứa hung ác nghìn ngang, vô thường quỷ dắt đi ngục đường khảo trang. Tu là kính trọng mẹ cha, cầu trời cầu Phật Di Đà cứu an. Kinh cùng chư thánh chư tiên, bãi bà hai cầu cửu thiên thánh thần. Ngọc Hoàng ngồi ngự trên ngai, thấy trong ba tánh đời này không kiên. Phật biểu thì tôi giáo truyền, khuyên trong nam nữ trẻ già gắn công. Niệm Phật hai chữ Di Đà, có ngày Phật được khỏi mà yêu mang.
làm con phải xét gần xa ơn cha nghĩa mẹ lẽ nào chẳng mang. Ai sanh ai dưỡng chẳng màng chửi cha mắng mẹ là loài súc sanh. Để cho ma quỷ phá tan răng đồ bội nghĩa chẳng toàn thay thi. Nam mô hai chữ từ bi mấy người tu niệm vậy thì rước lên. Rước người tu niệm chí bền còn kẻ hung dữ bỏ trôi cho rồi. Năm nay đời đã gần rồi gắn công tu niệm vậy thời bớ dân. Bên lòng niệm Phật ân cần gắn công tu niệm cung bằng bạc muôn. Niệm Phật không đợi người thương có lòng cầu nguyện Tây Phương cùng gần. Hãy là người ở dưới trần có lòng Phật độ vừa nương theo mình. Phật không có biểu tụng kinh gắn cầm khăn bay chúc nguyện mẹ cha. Nam mô Đức Phật Di Đà cứu cha cùng mẹ tôi mà siêu thân. Tụng kinh trăm cuốn không bằng chỉ công tu niệm Phật thần độ cho. Bằng ai mà chẳng có lo mong lầm làm giữ nạn to chớ phiền. Phật trời sai khiến thần tiên tuần du trần thế khắp miền nhân gian. Xem trong tội phước rõ ràng có phước cho phước tội rày khảo trang. Lại sai quỷ mỹ tà ma hại kẻ hung ác đây mà làm chi. Ai mà tâm tánh từ bi Phật sai chư vị xuống thì rước lên. Những kẻ hung ác chẳng bền hổ lang ác thu bắt rày chẳng than. Thịt ăn xương bỏ dây đầy nói cho ba tánh đời này tu thân. Ráng mà làm phước làm nhân thời là ác có Phật sai rước về. Làm ác thì khổ nhiều bề, làm lành Phật rước đăng về bồng lai. Thanh nhàn khoái lạc vui thay, làm ác thì lại mất ngay xác hồn. Làm lành thì mình đắng tôn, làm dữ ác thu xác hồn nuốt tiêu. Người hiền nói ít biết nhiều, cơ trời đã định chẳng chiều thời mai. Cuộc đời thấy khổ lâu ngày, nói cho nam nữ ráng mà tu thân. Giáp ti khổ não trăm phần, không phải thái bình ngày rài dân ôi. Cơ trời ách nước có rồi, tôi khùng mà nói chuyện đời có không. Tánh khùng khi nhớ khi quên, gái trai già trẻ coi nên thì dùng.
ngồi buồn nói chuyện tam khùng, mặc tình ba tánh có dùng thì coi. Việc đời khó thiệt hẳn hồi tu hành, thời đang sống coi lập đời. Thương dân nên nói hết lời, gái trai chẳng xét tội thời bất dung. Khuyên nói ba tánh hai cùng, tôi thiệt điên khùng nhiều nỗi thiết tha. Hết trẻ thì tôi lại già, hết già tới trẻ ấy mà có hay. Thương trần nên mới chịu sầu, kẻ kêu người gheo nào đâu dám phiền. Chừng nào già trẻ biết ngoan, rủ nhau niệm Phật mới an thân già. Nam mô Đức Phật Di Đà, cầu cho ba tánh trẻ già đặng an. Quyển thứ nhì, ngồi buồn khùng nói chuyện điên, thấy trong ba tánh ưu phiền xót thương. Ít ai ở đặng hiền lương, cho nên mắc phải tai ương nhiều bày. Thấy trong trần thế ủ ê, sang giàu có của lại che người nghèo. Ta từng lên núi xuống đèo, ít ai có đặng chữ nghèo như ta. Đời này bạc ác tính ma, dạy bảo chẳng đặng vậy mà Phật ơi. Dập thi cười cuộc chưa rồi, bước qua ất sầu khổ thôi à nhiều bề. Làm cho nhiều biết tiêu điều, muôn ngàn thiên hạ chính chiều thôn vôn. Kẻ thời khóc mẹ kiếm con, ruộng trâu đã hết chẳng còn món chi. Cửa nhà tan nát vậy thì, đất bằng sâm vậy còn gì trời ơi. Chừng nào đến việc biết đời, bây giờ chưa thấy vậy thời chưa nghe. Thế trận đâu biết kiên dè, chê rằng nói lâu mà nghe làm gì. Chừng nào thấy việc gì kỳ, đoạn đường nó bắt vậy thì mới tin. Lại có một mối âm binh, làm đau nhiều chứng trong mình chẳng an. Kẻ thời nát ruột nát gan, người lấy nát thịt tan xương chẳng còn. Viết đời càng mong càng mòn, nói cho ba tánh muốn còn tu thân. Ráng mà làm phước làm nhân, ngày sau thì đặng thanh nhàn tâm thân. Lại cầu chư Phật chư thần, cứu quyền thất tổ ân cần chẳng sai. Cầu nguyện lại giây hôm mai, cầu trời khấn Phật bằng nay đêm ngày. Ai mà giữ đặng lâu dài, cứu quyền thất tổ đặng lên tòa vàng. Mấy đứa hung dữ ngang tàn, vô thường quỷ bắt ngục đàn xử trang.
hỏi nào cha mẹ ông bà, cửu quyền thất tổ ở mà nơi đâu. Chốn này là Phật đương đầu, mấy đứa hung ác thì cầm lại đây. Nói cho già trẻ đặng hay, ráng mà niệm Phật Di Đà cứu cho. Như ai mà chẳng có lo, đến cơn bát loạn Phật đâu cứu mình. Người hiền về chốn Tây Phương, Phật trời xuống phước khỏi nơi chúng này. Nhân hiền đâu có tội này, làm ác thì lại mắc rài nơi đây. Thác thời cầm ở ngục này, sống còn dương thế tà ma hải hoài. Tàn gia bãi sản bằng nay, lại thêm nhiều chứng hải hoài đất hung. Người điên mà nói chuyện không mặc tình, trần thế có dùng thì nghe. Cùng sao mà biết thiên cơ, cũng là Phật khiến cho khùng lại điên. Xin trong nam nữ đừng phiền, ráng nghe điên dạy khỏi miền trần ai. Điên là điên Phật Như Lai, khùng là chữ Phật khiến sai nên khùng. Phật Thầy mến kẻ sửa mình, ai mà giữ đặng thật rài hiển vinh. Cõi trần nhiều kẻ thì khinh, thấy đời chưa đến biết chi làm lành. Ai mà giữ đặng tâm thành, khỏi trong hoạn nạn tồn sanh thấy đời. Phật trời nói chẳng sai lời, lòng quá là hội Phật trời lập ra. Lập rồi cái hội lòng quá, cho người tu niệm đắng mà bao nhiêu. Chọn lựa coi thử ít nhiều, người lành kẻ dữ còn thiếu lẽ nào. Minh Vương xuất thế ngồi cao, lập đời thương cổ anh hào hiền lương. Chọn người của Phật mến thương, đặng giao môi nước cho vương minh hoàng. Gian tàn ở dọc ngang, tụ di tam tộc đặng răng nịnh thần. Mấy người làm phước làm nhân, lâm qua một hội quân thần âu ca. Còn kẻ ác đức bất nhân, có tướng chư thần phanh nát thịt xương. Nói cho già trẻ đặng tường cái ác, tùng thiên Phật thương rước về. Tòa giang mới được giữa cây, kẻ ác thời lại mắc bề gian nan. Lại thêm mắt phải tay nàng, cuộc đời tôi thấy rõ ràng đâu sai. Nam mô Đức Phật Như Lai, cứu người tu niệm lên đài thánh thơi. Phật cho tôi biết việc đời, vâng lĩnh Phật trời dạy biểu thế gian. Tội phước tôi thấy rõ ràng, gắn công tu niệm ở đời mà coi.
số dần vốn thiệt hắn hồi, cầu trời khấn Phật sống coi lập đời. Tôi khuyên tôi nói ít lời, mặc tình ba tánh muốn thời ghi coi. Cuộc đời quá thiệt hắn hồi, hồi 18 nước tôn vương đế hoàng. Đành coi cái hội long qua, cho người tu niệm hoàng gia tôn thần. Lại còn cái hội long dân, quân thần cộng lạc thấy đều vui chơi. Người lành mới đặng thành thơi, qua dân hai hội chúa tôi vui vầy. Làm mát thì lại mất thấy, đâu còn coi hội rồng mấy nửa lần. Tu niệm thì Phật thấy mừng, làm dữ ác thú lấy lần phân thay. Hồ lan ác thú muôn bày, ác thú dung của Phật thầy sai đi. Thú sao nhiều thú dị kỳ, biết sao cho hết khác thì thú nay. Lớp bay lớp chạy lăn xăng, chừng đó cầu nguyện Phật ngừa đằng đâu. Tu niệm nó thấy cúi đầu, người tu của Phật nó mà dám đâu. Cuộc đời trăm thảm ngang sâu, thiện ác đau đầu kẻ xuống người lên. Thiên đường địa ngục đôi bên, người tu của Phật Tây Phương rước về. Làm dữ hay quỷ giao cây, dẫn về địa phủ khảo tra nhiều bề. Đến chừng thấy tội u ê, cầu trời khấn Phật cứu rài đằng đâu. Thấy chuyện hung dữ mã rầu, nói cho nam nữ đâu đâu hay cùng. Trẻ già ai có nghe khùng, cải ác tùng thiện thì khùng cứu cho. Điên khùng hết giả cần lo, cầu cho già trẻ cứ lo tu trì. Ngồi buồn khùng nói vân di, Phật trời đài đoá khó rài biết bao. Quan âm đạo sĩ truyền rao, giáo khuyên coi thế hung hào đừng ham. Trung càn thanh đức già lam, nịnh như đồng trát mắt chàng phong tiên. Ngồi buồn khùng nói chuyện điên, Phật biểu chuyện hiền khùng nói dữ đang. Khùng này khùng của Phật bà, cho nên khùng rõ vậy mà chẳng sai. Bốn đạo ba tánh ai ai, nghe lời khùng dạy ngày mai coi đời. Khùng là khùng Phật khùng trời, cho nên khùng biết việc đời hết trơn. Thương đời nên dạy hết lời, mắt tình già trẻ não hơn trần gian. Thân khùng giấc ngủ nào an, kẻ kêu người reo nào an giấc nằm. Chừng nào trai gái trì tâm, rủ nhau niệm Phật Quan Âm độ mình.
thời khung mới đặng an thân. Sinh trong ba tánh dạng dân chỉ tình, ráng mà niệm Phật cứu mình, đến trần lập hội lâm đình hiển vinh. Cửa trời mở rộng thinh thinh, trách lòng ba tánh không tình thác ngoan. Giảng này của Phật Tây Phan, cho khùng đăng giải cứu an dương trần. Trao cho ba tánh vàng dân, răng công tu niệm Tây Phương an nhàn. Ai muốn làm tôi minh hoàng, chí công tu niệm quân thần hiển vinh. Lâu đài vinh dạy nghinh ngang, đi thời lại có lầm tàn phủ chen. Răng dạy ba tánh không nghe, nữa sao đừng trách không nghe không rầy. Ai muốn coi hội rộng mây, bền lòng tu niệm Phật bà rước đi. Phật tiên đâu có nói gì, thương người tu niệm siết chi vui mừng. Ngồi trên mây bạc chín tầng, cảm thương hung ác mắt chứng đọa đài. Tôi kia thâu đến thiền đình, sao không tu niệm ăn năn giữ mình. Không tu thì cũng mặc tình, càng chỉ kiêu ngạo cho mình hao hơi. Dẫu khuyên than nói hết lời, ghét thay đứa dạy dạy hoài không nghe. Thương người tu niệm kiên dè, nghèo nàn đói khó biết nghe Phật trời. Phật sai tôi phải giáo truyền, nói cho hết tiếng hết hơi lại phiền. Nhà giàu nó ý nhiều tiền, nó đâu có kể có kiên thành không. Cuộc đời nói chẳng có cùng, thương trong lễ thứ biết chừng nào nguôi. Bây giờ nhiều kẻ tới lui, hết cơn vinh hiển thời tôi một mình. Nghĩ đời nhiều kẻ vô tình, mai sao tôi lại tách mình đi xa. Thương thay ba sĩ vậy mà, bơ vơ thương nhớ tớ xa thầy rồi. Chừng nào nhà nước phục hồi, thầy trò xung hiệp chúa tôi vui vầy. Bây giờ tớ lại xa thầy, chừng nào thó bạc lỗ mày gặp nhau. Chữ Phật biểu truyền cho mau, khuyên trong lễ thứ rủ nhau tu trì. Nói cho trai gái xét suy, cũng đừng thấy vậy khinh khi mà lầm. Muốn cho trung hiếu vẹn toàn, nghe lời Phật dạy rõ ràng đâu sai. Tôi nay là Phật hành hài, tôi chẳng có này ai muốn thì coi. Nam mô Đại Từ Đại Bi, cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Quyển thứ ba, ngồi buồn bắt mạch
xem sao giáp tỷ ất sổ chuyện mau bây giờ. Binh dần đinh mạo ngần ngơ, đến cơn bác loạn chạy quơ giấy vàng. Kẻ đau người chết nhổn nhàng, muôn binh ngàn thúi rộn ràng lăn xăng. Kẻ thời bị thu bất ăn, người thời lại bị âm binh chạy nhào. Đất bằng sao nước lại trào, chẳng biết chừng nào cho hết loạn ly. Giặc thời tư hướng vậy thì, nhiều nước dĩ kỳ khác chẳng giống nhau. Vừa chạy vừa khóc như mưa, trốn đâu cho khỏi binh ngừa bốn phương. Mình như chỉ dân tơ vương, chừng đó cầu nguyện Phật thương đánh nào. Ác thú chặt khắp lao sao, muôn binh vì phụ không đường vô phương. Bốn cửa có bốn thiên vương, chính giữa thần tướng trung ương tung hoành. Ác thu lục phá tan tành, tan quán quỷ quái chẳng còn lành đâu. Thấy chuyện hung dữ mã rầu, chư Phật ngồi đầu biết liệu làm sao. Bởi vì chuyện ác muôn ngàn, Phật biết thế nào cứu kẻ hung hăng. Như không tu niệm ăn năn, ắt là phải mắt cầm trong cõi trần. Mấy người tích đức tu thân, ông bà cha mẹ Phật thần rước lên. Tòa vàng ăn ở vững bền, khỏi lo lao ly dưới miền trần gian. Mấy đứa hung ác nghìn ngang, có tướng Ngọc Hoàng sai xuống bốn phan. Tuần tra khắp hết nẻo đàn, người nào đen bạc ngộ ngang bắt rài. Sang qua sai lại bằng nay, hết sâu tới tốt, hết dâm tới tồn. Thế rằng nhỏ dại lớn khôn, người đời như cá ao kia khô rồi. Chí công hầm đã thành dối, bền công tu niệm là tối Phật trời. Cây khô tới nước thành chồi, người sầu tướng Phật muốn sầu cũng thôi. Chừng nào chờ lên hết vui, thời là Phật mới bỏ trôi người lành. Thủ vật tu hỡi còn thành, người sao chẳng biết làm lành tu thân. Mấy người ác đức bất nhân, không coi theo thú trao thân tu hành. Thủ vật cái ác còn thành, người cứ làm lành vốn thiệt Phật nhi. Nam mô hai chữ từ bi, cảm thương trần thế giải hoài không nghe. Gần công tu niệm kiên già, kẻo mà đọa kiếp uổng thay cho đời. Tu niệm người của Phật trời, mừng cho nam nữ biết thời tu thân. Đặng mà báo hiếu chi ân, phụ tử quân thần cha mẹ chúa tôi.
lung thân tích ác chẳng rồi, xa cơ một phút nhánh chồi tan quang. Lại thêm khổ hạnh muôn phần, người lành khác thể ngọc ngà lưu ly. Thánh hiền sách để còn ghi, sao không ban giữ mùa lành như xưa. Trời còn tôi nắng sớm mưa, người đời sớm thấy tôi chưa biết nào. Dương trần đông đảo lao sao, người ta thì ít quỷ ma ồn ào. Bính dần tật bệnh xiết bao, tu hành thì khỏi hùng hào thời mang. Nói cho già trẻ đắng tan, ráng mà tu niệm ngọc hoàng thứ dung. Bớt bớt việc giữ việc hung, lo làm nhân đức việc hung đừng làm. Thời là mới đặng thanh nhàn, có thuyền bát nhã xuê sang rước về. Binh dần đinh mão uê, thần binh nát thú đê quê bốn phương. Đưa dự chết đất chật đường lốc, đào lốc chết sống làng tan quang. Thấy nằm như thế làng can, nhà giàu thì lại tan quang hơn nghèo. Việc đời coi cũng treo leo, lên núi xuống đèo nào có nải chi. Xem trong vạn quốc vậy thì, dân Nam bạc đảo học thì hung quang. Minh tâm là sách hơn đàn, hiu chỉ rõ ràng sao chẳng học coi. Luật nam nghĩa lý hẳn hoi, ơn cha nghĩa mẹ sự vua trung thần. Thiệt là luân lý tứ ân, sao không coi đó sự phân lấy mình. Cứ theo ăn ở bát tình, tổ tâm chẳng tưởng cha mình lại giống. Hạ quân đổi giả thay lòng, cho nên theo đạo bỏ mà tổ tâm. Vì đoán nào biết Phật thần, thấy đâu chê đó nên lầm nàng sâu. Nước Nam như thể cái lầu, ngày sau các nước đâu đâu phục tùng. Kim phiên sao lại gây cùng, địa tiên đâu dám sanh cùng thiên tiên. Đời còn sao xuyên chưa yên, cho nên nhiều đứa ngựa nghiêng hùng hào. Thân tôi khô biết giường nào, thương đời to hết âm hao cho đời. Thân tôi còn ở trong trời, Phật sai nên phải đôi lời giáo khuyên. Cõi trần khi dễ Phật tiên, cứ theo vũ việc kêu dèm liên miên. Dù thần tuần vạn chép nghiên, ghi tội ghi phước dưới miền trần gian. Mạng trăng sổ nát một lần, mà thiên đình hội nghị kháng tường hiền hung. Sổ kia soạn trước dân trung, tội nhiều phước ít khó dung cho trần.
chuyên cho hộ về ân cần đòi hàng chứ vì các lân ứng hầu. Thất nương vào bái cúi đầu lình vua cho triệu con vào chầu cha. Ngọc Hoàng lời nói phán ra cha cho xuống dẹp gian tà trung ương. Như Lai cảm đậm lòng thương sai tôi truyền dạy trung ương cho tường. Phật Đà cảm đậm lòng thương nói cho ai nay muốn còn tu thân. May mà trời Phật bố ân xả bớt tội nọ thanh nhàn tâm thân. Phật trời mến kẻ trung trinh, Phật đâu có biểu bỏ tâm tổ mình. Thấy đời trần thế bất minh buông lời khi dễ sầu bi trong lòng. Chư Phật lụy ứa rầm rầm trời cũng đấm lòng thương hại cho dân. Phật trời thương hết thấy trần chẳng biết ý đền ân Phật trời. Lại còn khi dễ Phật trời, Phật cho bị đọa cho đời sửa đoan. Kẻo mà khi dễ nghinh ngang, thấy ai tu niệm lại còn cười chê. Kiêu ngạo còn nói nhiều bài, ông sư này nữa đắng về Tây Phan. Còn mình mắt xuống suối vàng, có ông sư đó cứu an lo gì. Kiêu ngạo cười nói dân vi, rủ nhau trâu chó vậy thì làm ăn. Trần gian lời tục nhau rằng làm lành đâu có dư trăm tuổi ngoài. Ăn trộm ăn cướp sống dai, chửi mắng nó hoài mà thấy chết đâu. Thấy đời nói tung mã rầu, chừng lúc đau đầu thiện ác biết nhau. Ngồi buồn nhớ Phật giàu giàu, làm sao dạy đặng cho mau mà về. Thương thay cõi hạ trần mê, kẻ còn kẻ mất ý người đời khó tu. Bởi mình tánh ở nghinh ngang, thấy ai tu niệm lại còn cười chê. Ngạo cười dương khổ nhiều bài, mắt tình ba tánh chờ quê luận bàn. Thấy ai đôi khó cơ hàng, thời lại chẳng màng bỏ xóa khinh khi. Chọn người điều đó phương phi, dù dòng cầu gì chú thêm lăng xăng. Thấy người tàn tật xin ăn, chẳng ai chào hỏi rằng ông hay thầy. Thấy đời khiến giả sầu bi, giống dù xe ngựa giấy đầy nghinh ngang. Lại thêm trà rượu xình sàn, mai sao lắm bình hơn tàn tật kia. Bây giờ như khóa không chìa, đến chừng lập hội khóa chìa đủ đôi. Tu niệm nhiều kẻ tha trôi, ăn trộm ăn cướp sao không thôi dùm. Bây giờ tôi lại hết khùng, chứng điên quá lại bệnh không hết đi. Điên khùng thiệt rất
lạ kỳ, chẳng biết điên gì mà Phật sầu bi. Thấy trần thế sự nạn nguy, cho nên Phật khiến tôi thì phải điên. Khuyên trong nam nữ đừng phiền, cũng đừng giấu của giấu tiền làm chi. Nhiều đất nhiều ruộng vậy thì sửu giận thì lại sầu bi rất nhiều. Dập ti chưa có bao nhiêu, qua năm mất sổ bình đã đói nhiều. No mai rồi lại đói chiều, giàu nay mai lại nghèo nhiều rất đa. Nghèo mà biết niệm Di Đà hơn, giàu dữ của đây mà cho dây. Nửa sau như thể ăn mày đi, thời mang cuốc mang cài một bên. Phú quý mà chẳng có bền, chưa từng cực khổ có nên đâu làm. Cho vay gạo quỷ tiền ma, lấy lời thập bội đem ra cúng chùa. Đến đâu nói nịnh nói lùa, lường công của thế quê mùa hàng vi. Đói lòng phải ráng mà đi, công làm thì có tiền thì vốn không. Thấy đời luồn gạt náo nằm, cứ lo chắc mốt đi tu hành thời không. Có đau niệm Phật như giống, hết cơn bệnh hoạn thì không tu trì. Nam mô hai chữ từ bi, Phật trời sai khiến phải đi cứu trần. Gầm trong thiên hạ vạn dân, ít ai có tưởng Phật thần ra chi. Nào khi lâm lụy cơ nguy, mô trời mô Phật mô nơi thánh thần. Hết rồi thì lại phụi ân, chẳng biết niệm Phật giấy thân làm sao. Lại thêm hỗn hậu hùng hào, mắng nhiếc trời Phật biết đi bao nhiêu lần. Lại thêm chửi thánh rủa thần, cho nên mắt phải chung thân đọa đài. Thảo cha ngay chúa xưa nay, dầu mà có thác miễu son tạc thờ. Xem trong các chuyện các thơ, nên thần thác có miễu thờ ở đâu. Thác thời rơi cổ đức đầu, pháp trường trảm thủ chẳng lâu chẳng chạy. Điên này điên Phật điên thầy, chẳng sợ ai rầy nên nói cù nhây. Mặc tình nam nữ đông tây, ai tin thì xúm coi ngay hay khùng. Trẻ già ai có muốn dùng, chép ra mà rải phước chung một nhà. Nguyện cầu vững đạt hoàng gia, nam trào thành trị minh hoàng thánh vương. Các nước chư quốc khiêm nhường, minh vương trị nước như đường cao tông. Nam trào Phật ngữ rất đông, vua lên chánh điện lễ dân thái bình. Bây giờ bông phía chiến chinh, trách lòng ba tánh không tin Phật trời. Cứ lo bẻ nạn chống trời, chừng nào gãy nạn ngôi thôi xa trần.
xem đi xét lại mấy lần, bây giờ tỏ hết cho Trần Hà nghe. Một cây trông chẳng nổi bè, một người chèo chẳng nổi ghé chài mười. Người đời như trai chín mùi, mặt tình già trẻ đến lui hai đường. Đời đã như chỉ treo chuông, cho nên Phật khiến chuyện buồn cho tôi. Tôi buồn bốn phía không an, kẻ dự hết tám người hiền còn hai. Để vương còn ẩn non đài, Phật sai tôi dạy hôm mai dưới trần. Khuyên hết ba tánh vạn dân, xin bớt hung dữ tu thân coi đời. Tôi ra khuyên giao hết lời, không nghe thời lại mắt rài lao đao. Gặp đời khổ biết chừng nào, hiền từ không có hung hào thời đông. Trung ương hất sổ có giống, hiền từ Phật độ cũng không lụy mình. Nghìn ngàn tánh ở bất bình, có tướng thiên đình làm binh hải kinh. Nghìn ngàn khinh dễ thiên đình, cho nên ngọc để buông tình thở than. Mới sai tương xuống trần gian, ranh đồ hung ác chẳng an đêm ngày. Dương trần đâu có rõ ai, tôi thương trần thấy tỏ bài chỉ chung. Thiện nam tinh nữ hay cùng, tôi đây không phải là khùng ở đâu. Chừng nào vui thế hết câu, biển đâm hết cả thời tôi hết khùng. Thương thay bác sĩ lầm trung, chế cười mặt thế khùng không lầm buồn. Chừng nào nước chảy đông nguồn, một thầy ba tơ hết tuồn lao đao. Đất gò sông bủa lao sao, điền đồng có mọc như hào hoa tiên. Thương là thương kẻ tháo hiền, ghét đứa hung ác đi lòng phiền lắm thay. Kinh này ai có công dày, biến ra truyền lại hay hơn cúng chùa. Ở đời đừng có tranh đua, phải giá thì bán thì mua đừng rầy. Giảng này Phật biểu truyền rài, thấy trong cuộc thế đời này nghinh ngang. Cho nên Phật biểu lưu toàn, như trong ba thánh tinh thời ghi coi. Đèn lòng một ngọn không xoay, mãn lo cuộc thế quên coi chuyện nhà. Nam mô Đức Phật Di Đà, cứu người tu niệm gian tà bỏ đi. Thấy đời đôi khó chẳng gì, ngạo cười chẳng kể sầu bi cho người. Tôi không dám nói tôi cười, cười trời cười Phật cho người nghinh ngang. Chừng nào thanh chúa bước sang, người hiền trốn núp nghinh ngang ra tài. Long đài có đổi có cay, gươm trần cầm lấy cho tài nghinh ngang. Bây giờ sáng thiệt rất sang, xoay hàng mạch nước thế gian đời này.
đến chừng gặp hội rồng mây, khác thể cáo bày hồi thở nhà thương. Cuộc đời nhiều nỗi đắng cay, chờ cho bùa lưới chạy ngay miệng hầm. Đời này như nước cờ cùng nói, cho già trẻ giữ gìn tu thân. Xem qua xét lại mấy phần, cơ trời định chắc không lầm bớ dân. Ráng mà làm phước làm nhân, cầu trời khấn Phật tổ tâm đặng bền. Cứu quyền thất tổ đừng quên, vua hướng bát nước chẳng nên sai lầm. Ai mà giữ đặng nhất tâm, cũng như ngọc báo đây cầm trong tay. Cũng đừng chế lạc chế chay, muối dưa đạm bạc dở hay chớ này. Cũng đừng phụ bắp chế khoai, đến khi khổ ngặt lấy chi đỡ lòng. Rau lan bông súng cũng xong, xin có đỡ lầm khỏi đói thì thôi. Chừng nào chúa thánh lên ngôi, trên vua ấm ao dưới tôi no lòng. Bây giờ còn hỡi lông đông, phải sao chịu vậy cho xong mọi bề. Tôi khuyên hết thải chợ quê, ráng mà tu niệm chớ hề nghinh ngang. Ra công kinh tả lưu tròn, cũng bằng đi cúng bạc ngàn bạc muôn. Đừng ham hát bổ cải lương, để sao coi hát của vương minh hoàng. Cải lương là thói điểm đàn hát, bộ diệu sống diệu làng xưa nay. Hư nên các việc tỏ bài, tôi không có ép có này chi ai. Thương thay ông lão bán khoai, lên non xuống núi hôm mai dạy đời. Thân sau nay đổi mây dời, sớm kia làng nọ khổ thôi thân già. Nam mô Đức Phật Di Đà, khiến người trở lại thảo gia của người. Bạc bãi đâu xứng vàng mời, hiền lương đâu xứng với người hung hăng. Khùng như xưa giải ai bằng, khôn như bộm bãi nhiều thằng mang gông. Lời khuyên khắp hết Tây Đông, chừng nào hết cả dưới sông hết đời. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Hạ Quân Lục Thập Nhất Niên, thầy đã về cõi Tây Phương ẩn mình. Ất Sửu phiên quốc chiến chinh, qua năm Đinh Mão Nam mới đình giao ngôi. Hàm nghi thất quốc thường ôi, qua nơi Tây Bắc lãnh dòng gian nan. Các vị quan trắng thở than lên non, ẩn sĩ cho an một bề. Tiên hoàng minh chúa ủ ê, cảm thương lê thứ mắt dòng gian nan. Tiên dương vào chốn Phật đường, bà
bạch cùng Phật tổ sự duyên cho tường. Thích Ca nghe tâu khá thương, nói cùng mình đây hấn dương mạng rồi. Phật còn chưa đặng thành thơi, bị đại dư lúa hung gì để vương. Mình nhớ hồi lúc minh vương, liền quỳ đảnh lễ Phật trời tu thân. Thích Ca mới hỏi ân cần, cớ sao hoàng đế tu thân làm gì. Minh vương bạch Phật một khi, nam trào mất nước tại thì nơi tôi. Bây giờ tôi biết lỗi rồi, quy y cùng Phật cho tôi nói đời. Thích Ca nghe nói thương ôi, minh vương biết lỗi nước thôi mất rồi. Nếu mà như muốn phục hồi, phải lo tu niệm vậy thời mới an. Minh vương nước mắt chưa chan, cúi đầu lại Phật mình vàng Thích Ca. Chư Phật xem thấy lụy xa, cảm thương Nam quốc còn xa cha rồi. Nói cùng mình để thương ôi, thất thập niên mới lập đời như xưa. Minh vương nước mắt như mưa, cảm thương lễ thứ thế siêu nặng này. Chờ cho Nam quốc phục hồi, lao đao khổ hại chiến tranh bôn bề. Thương thay trần hạ ủ ê, biết làm sao đặng phủ về lê dân. Như lai lời mới tỏ phân, muốn cho ba tánh vạn dân tu trì. Thời là phải cấy người đi, trao truyền ba tánh điều thì thiện nhân. Cứ lo những việc thấu hiền, bán giữ mua lành tai họa khỏi mang. Minh vương nghe Phật giải toàn, lụy nhỏ hai hàng chẳng biết cây ai. Như lai Phật tổ Thích Ca, ngự tay non đòi đòi Phật Quan Âm. Truyền cho đạo sĩ chư tăng giả, người dương thế giáo khuyên cõi trần. Quân Âm đạo sĩ già rắn, vâng lời Phật dạy lãnh phần giáo khuyên. Những người tàn tật khùng điên, kêu trời ghéo Phật thần tiên đầm lầm. Thất nương lập hội công đồng, chư thần tuần vạn bốn phương cõi trần, đều vào đánh lễ Quan Âm. Đạo sĩ hỏi rằng chư vị chầu chi, chư thần thất vị đều quỳ trần gian hung ác chẳng vì thần tiên. Cứ theo mắng Phật chửi trời, cho nên tôi đến án tiền quỳ tâu. Quan Âm nghe tấu phân rằng, chúng sanh dài lắm lỗi lầm nhiều khi.
cho nên mình đây sầu bi quy y cùng Phật cứu rài chúng sanh. Như Lai Phật giải đánh ranh, dạy bảo trần thế kết dành thiền duân. Chứ vì xin chớ giả hờn, để tôi ranh dạy thiệt hơn cho trần. Chư thần nghe dạy ân cần, lùi về cung điện thấy trần tuần xem. Thấy trong ba tấm còn thêm, lên tàu ngọc để đặng coi thấy nào. Ngọc hoàng ngự tại điện trao, truyền cho chư vị bước vào thành trung. Hỏi rằng trong cõi trung ương, vạn dân thiên hạ hiện hùng thể nào. Chư thần tâu hết nằm hao, tâu qua ngọc để thấp cao cho tường. Cõi trần nhiều đứa hùng cường, khinh khi trời Phật chẳng nhượng thần tiên. Kêu ông rủa dịch liên liền, cho nên tôi đến án tiền quỳ tâu. Ngọc hoàng ngữ giữa điện châu, sai thần ổn dịch xuống miền trần gian. Lại sai trong hội ngũ hành, rải nhiều thứ trái chẳng lành cho dân. Năm ông vội và tỏ phân, tâu quá Phật tổ cứu dân tai nạn. Thích Ca chưa có tỏ tường, có sao chưa vị tâm đường Tây Phương. Năm ông bạch lại Phật tường, ngọc hoàng lĩnh dạy ngũ phương xuống trần. Hãy coi trung ương dân dân, cho nên tôi mới tỏ trần Phật hay. Thích Ca lụy ứa châu mài, thương thay trần thế mắt rài tay ương. Mau mau kịp tới tòa chương, tâu qua ngọc để xin thương cõi trần. Lẽ nào sai giết hết dân, thứ dùng cho nó tù thân nó nhờ. Ngọc hoàng nghe nói ngẩn ngơ, mới sai lý tình một giờ ra đi. Đổi sang thất vị nương nương, vào chầu ngọc bệ cho ta phân tường. Thất nương vào tái ngọc đường, sắc cây lịnh ngọc để bài tường thi chung. Hạ quân nay đã muốn cùng, hai kẻ chẳng kể thiên cung vậy mà. Ai mà kính trọng mẹ cha, biết kiên trời Phật chùa ra chẳng hành. Phật xin cho kẻ chúng sanh, cứ giữ việc lành hơn lập am dân. Bên lòng niệm chữ từ bi, nữa sao có Phật dắt đi tỏa vàng. Bấy lâu Phật ở xa ngàn, bây giờ có Phật bước sang Nam Trào. Người đời như thể chim bao, thay hồn đổi xác biết bao nhiêu rài.
Phật còn giả kẻ ăn mày, ai mà biết đằng lẽ này thiệt hơn. Ông thời giả giải giả điên, ông thời giả kẻ tật nguyền biết đâu. Thấy nghèo ăn hiếp khinh khi, cho nên mắt phải chịu rài tay ương. Tật nguyện này thiệt khá thương, xin cho bù chỉ các chú ở chợ quê. Thấy giàu nhiều đứa u mê, quyền cao chức lớn nào hề biết chi. Thấy ai tu tánh tu nghi, sáng giàu kiêu ngạo khinh khi chê cười. Có tiền sao giải nhiều bề phước, đâu ai để mà mình có ăn. Nào là phước của cao tăng, tu nhân tích đức để hằng cháu con. Cửu quyền nay đã về non, cháu con giàu có bỏ mòn Phật tiên. Mạng lo lớn chức kỳ cao quyền, cho nên bỏ hết chẳng kiên Phật trời. Lại thêm khi dễ nhiều lời, khi Phật chê trời nhiều nỗi thiết tha. Chứ Phật lụy ứa chan hòa, thường thay trần thế lại mà quan âm. Dạy bảo trần thế kéo lầm, sửu dần xuất thanh lo cầm binh cơ. Binh dần thấy việc ngân ngơ, qua năm đinh mão ngân ngơi một hồi. Chồng nam vợ bắt dân ngôi, nói cho trần hạ giữ thôi kẻo lầm. Ai mà thiện niệm nhất tâm, tu nhân tích đức khỏi lầm tay ương. Phật còn chẳng đặng thanh thơi, huống chi trần hạ mà an nổi gì. Hết đây đến nước dĩ kỳ, dỗ dành thiên hạ vậy thì chẳng an. Đến đâu pha rồi xuống làng, vũ dân đoạt của Đại Nam tiện trào. Cuộc đời khổ hại biết bao, Phật sai đạo sĩ truyền ráo dân tường. Như ai muốn ở thiên đường, đừng mê theo đạo quỷ dương làm gì. Như mê theo đạo dĩ kỳ, thời mà phải bỏ vậy thì tổ tâm. Người đời phải xét cân phân, theo đạo nước khác có công danh gì. Người nam theo đạo dĩ kỳ, công hầu chi đó bỏ thì ông cha. Thân thác chẳng đành làm ma, hồn khôn thiên cầu ăn mà còn chi. Thân thác thiệt rất thảm sâu, bụng đầu mổ hết đi chẳng còn món chi. Nói thôi trong giả sầu bi, người đời ít kẻ xét suy cuộc trần. Không coi mấy vị thánh thần, trung quân ai quốc nhân dân miếu thờ. Hướng đường tác để bây giờ, mấy lăng quán cựu trở trở đời này.
Long Xuyên tiền nhắm còn ghi, Long Thuận chương lý miễu linh còn thờ. Hà tiên hùng dòng về cơ, Tử trần mà thác miễu thờ tạc danh. Địa đầu là sư Bắc Thành quan thượng tạ trần miễu ấy tốt thay. Chớ nay nhiều sự dị kỳ, làm quan Tử trần miễu thờ ở đâu. Người đời phải xét cao sâu, Việt Nam tiền hơn sao giàu cũng sang. Đến chừng gặp Chúa Minh Hoàng, làm sao về đăng hấn đàn cho xong. Cùng như chim mắt trong lòng, có ai gỡ khỏi cho xong mà về. Các nước dây phổ tứ bề, Phật nghi cùng chứ gì nào hề rảnh đâu. Minh Hoàng ngữ tại Nam Lầu, Phật cùng chứ gì lo thâu phép thần. Phi đao bửu kiếm rất đông, chuẩn đề thâu hết cứu trần gian nan. Quả lửa nó đốt muôn ngàn, hồ lỗ Phật tổ đấu tràn nước ra. Núi danh bao khắp người ta, có ông Di Lặc thâu mà non cao. Nước dừng lục đến đó sao, có ông Yết Đế thâu mau thủy triều. Bàn môn thả thu rất nhiều, Kỳ Lân sư tử lại nhiều thú hung. Văn thù tái chấp thần cung, Quê quan cầm kéo trừ trùng độc tan. Bàn môn diệu thuật đã đoan, Quá lửa nó đốt muôn ngàn người ta. Quan Âm Nam Hải bước sang, Tình bình thâu hết mới an tai nàng. Thoại ba tài trí đã đoan, Thiên lá địa vọng búa tràn tứ phương. Dĩ Đà tay chấp thần thương, đánh ra một cái tan tành còn chi. Đạo lư diệu thuật rất kỳ, Quá ra muôn thu ai bị đằng đâu. Thu sao tài phép lạ lùng, Quá phép quá lừa khó thay cho đời. Nó quá nhiều phép cây tài, lửa cháy nước ngập rất nên thảm sầu. Chư thần xem thấy lắc đầu, trừ sao cho đặng lên cầu Thích Ca. Phật tổ tôi mới phán ra, sai ông hộ pháp bắt mà thú yêu. Đạo lư phép nó rất nhiều, Quá bình quá tướng như diều rất đông. Phật tổ ngự tại dân trung, sai tại thiên xuống thâu tan tướng diều. Đạo lư tài phép đủ điều, Quá ra ác thú thiệt nhiều rất hung. Phép tài biến quá vô cùng, mà tu hành thì khỏi làm hung đâu còn. Chuyến này cha mẹ lạc con, tân mùi khổ hải hỡi còn thông vô.
nhâm thân chưa đặng chính tề, đến năm Quý Dậu hấn trào bình an. Thiên đường địa ngục hiệp sang, trung ương tam giấy suy sang phi tình. Nói cho ba tánh làm tin, đừng mê đạo khác mà quên Nam Định. Đến chừng gặp hội bình minh, gươm nào tội nấy chớ tình thở than. Nói cho ba tánh đành tàn, chừng nào đến vạn gia hoàng biết nhau. Bấy lâu nói trước mà sao, bây giờ nói chuyện mau mau tới rồi. Như ai mà có nghi ngờ, tôi thề chứng có Phật trời nào sai. Nam mô Đức Phật Như Lai, tôi chẳng có này ai muốn thời nghe. Định Mạo Thứ Nhất hẳn hoài, có Tàu Đông Hấn Phật Bà xét coi. Thập điện dở nẻo hẳn hoài, văn thù treo lưới bồm lèo xê sang. Mấy người tu niệm đặng an, những kẻ làm ác có còn ở đâu. Phật Bà xem thấy lụy châu, biết làm sao đặng cứu rài hung hăng. Ai mà tu niệm ăn năn, thấy kinh răng chép cùng bằng tu non. Ai muốn cho đặng vuông tròn, chép truyền phước để bia son đời đời. Dạy thôi nay đã hết lời, ra công chép lấy để đời mà coi. Phật biểu lưu truyền hẳn hồi, ai ngồi đặt đặng nên đời bỏ qua. Nói cùng nam nữ trẻ già, ai chép truyền đặng phước bằng non cao. Nếu ai mà chẳng tin lòng nữa, sao lại bị âm binh hải rài. Quê lưu nào nại công lao, khuyên trong nam nữ đừng sao tấm lòng. Cũng đừng lanh đục tầm trong, xả thân cầu đạo tham dinh làm gì. Bác đâu lại sanh với chị vàng, đâu có lộn với thao cùng kỳ. Làm người phải xét phải suy, bạc cho ai đổi sắc chỉ làm chi. Tu hành như ngọc lưu ly, sang vào ác đức như chỉ gắn câu. Rủi tai đức xuống ao sâu, lùng vào đáy biển biết đâu mà tìm. Phật trời nói chẳng sai lầm, tu nhân như ngọc báu cầm trên tay. Ác nhân như thể dép dày, nói cho nam nữ xét rài mà coi. Thân tôi ở một cái chòi, cũng như ngọc chiếu sáng soi khắp ngàn. Chừng nào bãi núi thành vàng, thì là mới đặng thanh nhàn tâm thân. Cực lòng nói hết đông tây, nhân dân sao chẳng xét đời mà coi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quyển thứ năm, Thương Thay Trần Hải
đời nay trời đã mở hội khổ thế nhiều bề. Các nơi chưa quốc ủ quê, bốn phương khổ hải nhiều bề khó an. Nhân dân đều mắc tai nạn, đói đau khổ hải rộn ràng trái ban. Giáp tí chưa mấy tai nạn, sửu dần đa bệnh lại còn đa binh. Tháng ba mùng chinh xuất binh, ngày rằm xuất tướng dạy binh phép màu. Đến đâu đã nổ súng cháy, nói cho già trẻ gái trai hay mừng. Ất Sửu này xuất tướng trung, binh dần nhiều bậc anh hùng ai đương. Đinh Mão thứ nhất oai cường, thiệt tướng tiền đường khôi phục đế vương. Ất Sửu ác thú lộ trương, ẩn mình rừng rậm chưa ra chán trường. Chừng nào ác thú quỷ vương, quả lửa nó đốt mới trường ra đi. Nói cho già trẻ lo âu, Minh Vương khôi phục ân châu phong thần. Ráng mà tu niệm ân cần, đặng mà cõi hội lâm dân trên trời. Ở trên mây bát giữa vời, tiêu thiệu cá sướng khác nào Trường An. Rau cho ba tấm đặng tường, kinh này rốt việc rốt đời bơ dân. Lần đặng chẳng biết mấy lần, nhân dân khổ hải thương ôi cho trần. Truyền rau chẳng biết mấy lần, thương đời trần hạ muôn phần lao đau. Nước đâu ngập lúc gò cao, lửa đâu dậy cháy lao sao khắp ngàn. Cảm thương trần hạ lăng xăng, mắt trong nước lửa biết đường là đâu. Thứ lửa nó bay lên cao, đến đâu cháy đó chỗ nào cũng tiêu. Thương thay hung dữ chắc chiêu, bị loài thú dữ mất tiêu xác hồn. Ác nhân tánh mạng bất tồn, tu hành khác thể như bồn hoa tiên. Phật trời thương mấy người hiền, phủ che khỏi hết lụy liên tai nạn. Làm mát tánh mạng đâu còn kiêu, ngạo tu niệm mà lại còn mau tiêu. Bấy lâu trời Phật chắc chiêu, dưỡng núi nào có sự tiêu làm gì. Núi kẻ hung ác vô nghì, cao đầu lớn dốc đến thì cọp ăn. Tu nhân thời đắng ở ngoài, Phật trời bao dưỡng não hề mang tay. Trước sau nói chẳng an bài, sợ dân náo động dấu hoài không cho. Binh dần tai nạn rất to, nói cho trần thế mà lo tu trì. Cầu nguyện bái Phật ly bì, Quan Âm Bồ Tát cứu thì khỏi lo. Phật biểu truyền dạy mấy lần, con đâu bỏ đó mang tay liền liền.
mang tay ba tánh lại phiền, mới tu mà muốn thành tiên tức thời. Tu như thuyền nó chạy khơi, có đau tu niệm hết thời lại thôi. Dương trần ở bạc như vôi, khi dễ thần thanh nghĩ thôi đau lòng. Cho nên mắt phải trong vòng, nói ra thì lại mất đi lòng chị anh. Bắt đầu phải sợ tóc xanh, liệt oanh vàng quốc cùng đương tranh giành. Thương thay Trung Quốc chẳng lành, bị phù tan nhiều cách khổ hành lê dân. Nhưng mà trời chưa định phân, cho nên Trung Quốc lo cầu các nơi. Dẫu cho giặc giả tới bời, kể sao cho hết tay trời dân ôi. Hạ quân nay đã hết rồi, Minh Hoàng cầu Phật lập đời thượng quân. Tu hành nhân đức thì hơn, thay hồn đổi xác nhờ ơn cứu trùng. Hết tục rồi lại đến tiên, giữ lời Phật dạy mới yên mới lành. Tu thời như ngọc báo lành, ác nhân thời lại thác còn tuổi xanh. Ác thu lớp giật lớp dành, lớp lôi lớp kéo tanh bành loài gian. Ngồi trên mấy bát nào an, thấy kẻ vô nghĩa khó toan cứu dùm. Tu nhân thời đánh thung dung, giữa cùng tiếng Phật vô cùng hiển vinh. Lão sao kẻ khóc người than, công lưng mà chạy biết phương thế nào. Giặc thời vậy phủ khắp bao, đói nhìn lửa cháy lao sao khắp rừng. Dưới sông thời nước lại dưng, khỏi lửa thời nước khó mà lánh thân. Hổ lang ác thú thời đông, trốn đâu cho khỏi khó mong thoát nàng. Phật tiên còn hỡi luận bàn, công đồng hội nghị tôn hoàng đế vương. Định màu thanh chúa núi ngôi, thịnh tỷ ngài ngồi ngay vị chưa an. Cảnh ngủ mới ngữ chánh đàn, nói cho ba tánh liệu toán tu hành. Phật tiên còn hơi sầu bi, huống chi trần thế vậy mà sao an. Năm năm sau tháng cơ hàng, quỷ dương gây loạn nào an thế trần. Chỗ nào nó cũng muốn giành, cảm thương tần quốc mười phần còn hai. Tây phiên cung gió chạy dài, tiên dương nó tính nay mai cùng đầu. Các nước chư quốc chư hầu, đều đi cống lễ hàng đầu thánh vương. Đại Nam xưng hiểu tiên đường, nói đời nhà hơn bốn phương phục tùng. Nam trào chúa thánh quân trung, muôn năm bình trị muôn dân an nhàn. Quý dẫu có Phật ta bà, vàng dân thiên hạ nhà nhà ấm no. Quê lưu hết giả cần lo, lưu truyền một bổn rau cho dân tường.
Phật trời thương hết trung ương, thiên nam tín nữ không thương Phật trời. Mấy điều căn dặn hết lời, tu cầu khỏi hại như đời thường lai. Huệ lưu ý tứ nào sai, đặng cho ba tánh gái trai tu trì. Cũng đừng thấy vậy mà khi nói cho hết tiếng khổ thì thân tôi. Quyển thư sau thương thay trần hạ đời này, nói cho bài niệm đắng mà giải khuây. Niệm Phật như thể trầm cây, dùng phần tươi nước thì cây đâm chồi. Ai mà niệm Phật thả trôi, cũng như cây bén mà mình nhổ lên. Lập vườn muốn lập chỗ nên, đắng nhiều cây nhánh vững bền dài lâu. Ở đời ít kẻ lo âu, niệm Phật ít tiếng câu mau nhiều lời. Mạng lo tranh đâu sớm trưa, tụng kinh niệm Phật càng ngày càng tiêu. Hạ quân gian ác rất nhiều, ở thiên đình ngài muốn xử tiêu cho rồi. Minh vương không xiết hỡi ôi, lo mưu định kế cứu rài hạ quân. Liền qua tay dứt linh sơn, cầu Phật giải cứu cõi trần hạ quân. Chư Phật đến trước đơn trì, tâu cùng ngọc để chớ hờn chúng sanh. Để cho Phật dạy làm lành, chừng nào chẳng đặng sẽ hành bình căn. Thiên đình thôi mới phán rằng, ta muốn quỷ hết vạn dân đời này. Dương trần hung ác lầm thay, nhân sao Bồ Tát sinh rài làm chi. Chư Phật mời tâu một khi, chúng sanh dài lắm nhiều khi lỗi lầm. Minh vương lụy nhỏ rồng rồng, thương đời không chúa lỗi lầm thâm đa. Mới qua cầu lĩnh Thích Ca, tâu cùng ngọc đế thứ tha dân nhờ. Ngọc hoàng nghe tâu ngẩn ngơ, chư thần vào tâu thiên cung cho tường. Minh vương cậy khắp bốn phương, dạy bảo xuống cõi trung ương tu trì. Cuối sinh ngọc đế xét suy, dương trận nhiều kẻ vậy thì tu thân. Ngọc hoàng phán rõ nguồn cơn, minh vương vốn thiệt là vua nhân từ. Thôi thôi tha thứ trần gian, vì lòng Bồ Tát với chàng minh vương. Chư Phật về cõi Tây Phương, nói cho minh đế tỏ tường trước sau. Minh vương hết khúc quặng đau, cày tiên cùng Phật đi mau giải trần. Phật tiên thôi mới đổi phiền, xuống ngay trần thế giả người bằng nhân. Giả điên rồi lại giả khùng, cơ hàng rách rưới rất nên thảm sầu. Lắc lẻo nào có ở đâu, mặc tình trần hạ nào đâu ép tình.
thế gian nhiều kẻ chê cười, chê rồi lại mến cười, rồi lại ưa. Bây giờ chẳng khác như xưa, có âm tiều lão ngăn ngừa đây dương. Có tiều thì biết ngõ đường, không tiều thì mắt tay ương hoài hoài. Đến đâu thiên hạ an bài, hết tai hết quả hết loài tà tinh. Hết đau hết nhức trong mình, cho nên ba tánh theo nài tiều đi. Có người niệm Phật từ bi, tiều có biết gì thiết tướng hậu binh. Niệm Phật trừ chẳng đặng tính, lại mắng lại nhức lại lá ôm xòm. Thời là chứng bệnh phải mòn, thuốc kia đôi muộn uống tiêu bệnh lành. Ác nhân khắc thể chỉ mạnh, cầu trời khấn Phật có lành chi đâu. Phật cứu chẳng đặng khó âu, tay mình bạc ác chịu sầu lao đau. Phật thương trần hạ xiết bao, cứ lo khuyên bảo sao dân bạc tình. Hễ là niệm Phật tụng kinh, Quan Âm đạo sĩ chứng minh cho mình. Khỏi xa vào chốn diêm đình, ta bà non núi màu linh thế trần. Núi non ngàn dặm cũng gần, dầu đi biển bắc đi non tầng xa bao. Tu niệm thì đặng thấy bình, đi đâu cũng có thần linh hộ mình. Khuyên hết lớn nhỏ ai ai, giữ theo lời dạy nay mai coi đời. Cũng đừng bé nạn chống trời, xa vào chiến trận uống đời bơ dân. Xem đi xét lại mấy lần, từ tí đến mèo không bình không an. Từ mèo đến ngõ đã đoan, mùi thân thiên hạ mới an cửa nhà. Quý dầu có Phật ta bà thái bình, ba tánh nhà nhà ấm no. Phật tiên hết giả cần lo, dạy khuyên già trẻ cứ lo tu trì. Rủ nhau niệm Phật từ bi, cứ lo niệm Phật tụng kinh cho bền, thì là trần há khỏi nàng. Cảm dương sư dạy nay mai đi hoài, đi cho đến nỗi đất cháy. Đến đâu dạy đó chẳng nài lao thân, người đã hết già ân cần. Già trẻ sao chẳng tu thân mà nhờ, nghe qua rồi lại làm ngơ. Ngày sau chẳng khác chỉ tơ rối cuồng, làm sao mà gỡ cho xuông. Cây ông sư dạy gỡ cuồng mở cho, tu hành thời phải cần lo, ơn cha nghĩa mẹ phải toán lo đời. Thầy nghĩa tớ đừng quên, xử cho tròn nghĩa mới nên con người. Vô tình nhiều đứa chê cười, thấy ai tu niệm kiếm lời biếm chê. Đứa ngang nó lại cười rè, thầy mày sao lại đắng về cõi tiên.
lung lăng xem thấy mà phiền, nó ỷ có tiền nên chẳng kể ai. E cho những cuộc đất cài mạnh ai nấy đạp, nói cho mà phòng. Nghèo nàn tu niệm nhất tâm, cũng như có ngọc ngàn cân trong nhà. Cứ lo niệm Phật Di Đà, khỏi tai khỏi họa khỏi loài yêu ma. Nói cho nam nữ trẻ già, sang giàu tích ác Phật nào cứu cho. Đừng thấy tu niệm chê cười, chê cười nào có ấm no bao giờ. E cho như thể rối tơ, không ai cứu đặng bơ vơ kêu trời. Ngồi buồn giải muộn giấu đời, vẫn an quốc thời thời tôi thanh nhàn. Cầu cho mình để đặng an, đặng tôi trở lại lành trang với thầy. Kẻo mà thương vô như mây, thầy trò hai ngã lòng đây quá buồn. Nào khi nắng bụi bay tuôn, một thầy ba tớ chẳng buồn lại vui. Bây giờ cách trở xa xuôi, là đời lý loạn nên tôi xa thầy. Đợt kia ai nợ dứt dây, ba tôi thời cũng theo thầy không buông. Tuy là cách trở xa phương, lâu ngày thời lại nhớ thương trong lòng. Bây giờ còn hỡi lâm đông, chê cười mặt thế cõi lòng nào sai. Giữ lòng hiếu nghĩa cả hai, đau nào thời cũng vãng lai mới màu. Bên lòng gắn giữ hồi lâu, quân sư phụ tử nào đâu sai lầm. Ơn thầy ghi để vào lòng, thầy trò là nghĩa ngàn năm đã vàng. Dân tiên còn bị hàm oan, huống chi sĩ tử khỏi mang tiếng trần. Địch thanh trước bị gian thần, ngày sau cũng đặng các cây lân giữa kề. Thôi thôi đừng nói ủ ê, giải khuây khắp hết các bề quần châu. Nam mô Di Lặc Bồ Tát Ma Ha Tát. Quyển thứ bảy, ngồi buồn nhớ lại ngồi buồn, mấy lời Phật biểu đôi trướng ghi vào. Thương thay trần hạ xiết bao, cứ đem chuyện giữ chất cao như thành. Lưỡng thần biến chép đành rành, tội dư trăm tội ai xin đặng nào. Nhiều người thiệt rất hung hào, chẳng kể đầu bác tuổi cao chút nào. Am dân thì lại ít vào, cho nên mắt phải lao đao nhiều bề. Thầy ai tu niệm cười chê, thầy hai dạy dội khỏi bề gian nan. Ngặt đời nói việc dị đoan, rủ nhau dùm miệng ngửa ngang chê cười. Cười một mà khóc tới mười, sao không suy xét vui chi bỡ người. Tôi nói chừng có đất trời, ngáo cười đọa cửa thứ mười dân ơi. Ngưỡng than chẳng có thấu trời, xa vào hắc ám biết ngày nào ra.
Xưa kia cha mẹ ông bà ở cõi trần hạ hay là ở đâu? Thuở xưa sáu chục bạc đầu, đời nay ba chục tóc râu bạc nhiều. Có ăn lại ở hành kiêu, nói mình ba hộ khí chê kẻ nghèo. Sáng giàu như bọt nước bèo, nghèo mà tu niệm như kèo lòng xưa. Dầu cho sớm nắng tối mưa, cũng là khó thấm nước vô tới kèo. Lung lăng khắc thể như bèo, nay dõi mai vịnh chiếu leo bên bờ. Tu hành nào có bơ vơ, cũng như tầm nhầm có tơ bao ngoài. Ở trong như thể lâu đài, khỏi lo khỏi sợ chi loài trong gai. Ác nhân mắt quạng mắt tay, nói cho hung ác luận bàn cười chê. Người lành khác thể quý mai, lung lăng khác thể như chai vậy mà. Mai già buông lá tốt tươi, mai non khổ héo tiêu mòn lá bông. Còn đâu mà đợi mà trông, tu hành nào có mang gông bao giờ. Ý tài như đám hung nô, bị tài nhân quý tóm thâu cơ đồ. Quyền cao bằng lý đạo tông, lầm tay trình tuế mạng giống lại chùa. Châu xương tài sức không vừa, mắt mưu quan thanh phải theo phục tùng. Sư đồ tài phép không cùng, bị tài thúc bảo gợi mà thế nhi. Thành đô tài gã ai bị, mắt tài quân ba thác thì đã mang. Dương phàm nào khác na tra, còn lầm lễ thì quá mà tiếc cương. Trung thần là triệu khắc thường, gian thần vừa diệt thiên dương miễu thờ. Tước quyền trịnh thị nam dương, bị nạn hàng thì một giờ thác oan. Long dương ở cõi hải gian, khi người thầy bói nên chàng giống thân. Quyền trang tam tạng tu cần, 81 nạn mà không lụy mình. Trịnh Hâm là đứa bát tình, thời sau mắt phải thiên đình sự phân. Vẫn tiên mắt nạn mấy lần, ngày sau người đặng ấn rồng trị dân. Nguyệt Nga trinh tiết liều thân, gian nan xa kể trong gái nhiều bề. Sau nàng chánh hậu hoàng thế, trung trinh tiết hành ai chế bao giờ. Lãng tâm như mụ di cơ, thác rồi tiếng để nhấp nhơ đời đời. Dầu ai có giỏi dối đời, trần gian không rõ Phật trời cũng hay. Trụ dương tử sắc mê say, nhà thương mất nước quân thần tan quan. Gái như nàng võ thị lan, chê tiếng bông quán sao nàng lại đuôi. Lan châu vốn thiết là cùi, hết cơn đài đỏ sao ngồi báo ngôi. Vinh giang họ tả
chắn rồi sao lại bị đuổi ra ngoài làm dân. Tu hành giữ lấy nghĩa nhân, mấy đời có đọa tổ tâm của mình. Tham gian hung ác bất minh, hết tài tới hòa, hết tinh tới tàn. Kể sao cho hết vậy mà kinh này nói tích ai dùng thời coi. Mặt tình già trẻ xét xoay, chớ tôi đâu có đồ nồi rút ra. Mấy bài của Phật cho ta, chớ đâu nào có sai quá đâu mà. Cũng nhờ Đức Phật Di Đà truyền rao trần thế trẻ già lùng xem. Tu hành như thể cái đèn lung lắng, khác thể buộc chiến kẹt rào. Thiện ác Phật đã truyền trao, mắt tình thiên hạ ai nào biết đâu. Ở đời đằng cá quên câu, được chim bè ná được cầu quên cây. Thân tôi như thể bị đài, bốn phương thiên hạ đông tây tới hoài. Phật cho giải muộn một bài, cuộc đời tôi có ép nài chi ai. Tôi thầy có Phật Như Lai, mắt tình thiên hạ dành ai thì dành. Chớ tôi không giật không dành, sao lại nhiều kẻ tranh hành với tôi. Ai ai cũng ở trong trời, phần ai nấy hưởng ngạo đời làm chi. Khoe mình tài trí tiên tri, sao mà theo ngạo cười chi sĩ hiền. Khổ đoạn lại khổ đoạn trường, thấy đời kiêu ngạo mà buồn lắm thay. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy, chứng minh trần thế thuở này bình an. Mái trời mở hội đăng khoa, 13 tháng 9 trời ra một đêm. Trời chiều mấy lần vô êm, giờ thân trời mới nổi lên rõ ràng. Đêm hiện ba sắc tam quan, sắc đỏ sắc vàng lại với sắc xanh. Một đêm ba sắc chẳng lành, ất sửu than túc vợ thân không hiền. Một đêm ba việc đạo quyền, hâm bảy tháng này phúc lại hiện ra. Phía đông cây bàn màu vàng, lại thêm cái lấy khó mà biết bao. Trắng xanh vàng đỏ bốn màu, biết đời cần lắm khó âu bây giờ. Ráng mà tu niệm kính thờ, tôi không có muốn ước mơ làm gì. Hào quang mà hiện sắc vàng, là của tiên hoàng minh đế thánh vương. Hào quang chiếu đỏ lỗ trương, đó là của nước thiên vương rõ ràng. Hào quang xanh của tận hoàng, hào quang sắc trắng của tây vậy mà.
Cho nên ngày đó chiếu ra mười ba thân chính hiện ra rõ ràng, nói cho già trẻ đắng tan việc đời gần chứ không xa mà chờ. Phật trời chiếu rõ tri cơ, có nghe không ép làm ngỡ không này. Xem trong Nam Quốc gái trai, không kiến tông tổ theo loài khuyên ngưu. Dần nhau kết oán ghi thù, nói xiên nói xéo theo loài ngưu lang. Khoe mình tài trí đa đoan, không kiến tinh tú chế sang ngũ hành. Nói rằng ngoài quỷ xuân xanh, cho nên thần nữ theo hành hải kinh. Làm cho gia quyến bất bình, nhỏ không nhìn lớn tại mình ngộ ngang. Cõi trần mà đắng bình an, nhờ đâu mà lại chế hàng ngũ dương. Quá sanh vạn vật nuôi mình, cũng là trong hội ngũ dương vậy mà. Năm vị con của Ngọc Hoàng, cho nên cõi thế coi mà năm cung. Đại giang là liễu lục cung, coi về coi nước chuyển luân cho trần. Đại lâm là mộc tinh quân, coi theo thảo mộc vạn dân đều nhờ. Đại địa là vị thổ quan, coi về sở đất cho trần hạ đây. Vạn dân gia đạo an hòa, hoặc là tự tán cũng là thổ quan. Quả tinh là vị lửa hồng, làm cho chính vật được trần độ thân. Kim tinh là ngọc báu châu, có diêm có mễ mà nuôi cõi trần. Năm vị vốn thiệt năm thần, chẳng thiếu nợ trần sao lại réo kêu. Bởi cõi trần hạ trơ trêu, réo kêu thì tới cõi rài làm sao. Thì đời tôi lại ngang ngao, rủa tôi rất độc lẽ nào dám dung. Rủa kêu cô hỷ thượng cung, bà quá bà thủy lại kêu thánh thần. Năm non bãi núi bà hồng ôn, hoàng dịch lệ lại kêu bãi bà. Lại kêu tinh tú vậy mà, cựu phẩm lĩnh bà mười phẩm cung cô. Rủa kêu khắp hết thần linh, lại chế thần thanh chẳng linh chút nào. Cho nên mười chín cõi vào trần gian, chớ trách đi hỗn hào đừng than. Cũng đừng ý sức nghìn ngang, thánh thần không phải là hàng tay sai. Nói cho thiên hạ gái trai, từ đây riết tới chẳng sai bớ trần. Nói cho mà giữ lấy thân, đông tây nam bắc mười phần còn hai. Cửa trời bốn phía mở khai, trách lầm ba tánh dạy hoài không tin.
không truyền chê Phật chẳng linh, truyền đạo ba tánh tại sao không gì. Xét trong thiên hạ vậy thì hùng hào xá ngục tiếng đời đồn xa, người hiền thì ở trong gia quê mùa nào biết tây tà chi đâu, hùng hào thông thảo quần châu má tà cái đội ngục nào cũng thông. Thì vậy mà não mà nằm gầm trong thiên hạ như chim trong lầm, cớ sao chẳng xét lấy thân, cứ lo bẻ nạn chống thần chống tiên. Cho nên nhiều kẻ lụy liên, Phật trời thấy vậy nào yên trong lòng. Cho hàng chư sĩ Quan Âm giáo người trần hạ kéo lầm thần tiên, cớ sao chẳng biết làm hiền, cứ lo tranh đấu hết tiền mới thôi. Thấy ai đôi khó cúc côi chẳng thương thì chớ biếm nay đoạn trường, sang giàu như ngựa buông cương bằng y sĩ tiền như chuông đền vàng. Chữ rằng bần phu khó toan, xả thân cầu đau não màn công danh, sang giàu mà chẳng làm lành, sao bằng tích đức để dành ngày sau. Khó nghèo tích đức như đèn, sang giàu hung ác như kèn bi ai. Xuân hồi thì há mới lai, thu qua đông lại nào sai đâu là, bây giờ khác thể vậy mà. Bốn mùa tám tiết vậy mà đổi xây, thuở nay đông chót xuống đông, bây giờ xuân chót đông hầu lạ thay. Từ đây tuất hỡi tới đây, Phật trời xây đổi đông tây khác mùa. Giáp tuất chưa biết tới chùa, bình định thời mới biết chùa đế vương. Mồ kỷ tam cõi đăng đàn, canh tân thời mới hiệp đàn phân ngôi. Nhâm quý chư Phật ta bà, nhân vật thiên hạ nhà nhà ấm no. Thượng thay dạy nhỏ dạy to, dạy hơn dạy thiệt sao dân không dò. Cứ lo chửi rủa đôi co, không biết niệm Phật mà lo cứu mình. Có rủa kêu rêu thần linh, hãy kêu thì tới trầm khinh mặt tình. Linh thần là vị thần quan, thương đồng cố hỷ con vua Ngọc Hoàng. Bảy là bảy phẩm nương nương, năm ông vốn thiệt Phật vương cõi trần. Năm non bảy núi chư thần, thủy lâm một cõi lâm cũng giang hà. Chúa sứ là quân vậy mà, cửu phẩm linh bà vốn thiệt cửu cung.
ôn hoàng dịch lễ rất hung. Đại càng Nam Hải quốc gia cửu trùng, nói cho thiên hạ hay cùng reo kêu thì tới khó dung cho trần. Phật biểu tôi giao nhân dân, khuyên trong già trẻ gái trai khá từ. Nếu mà rủa nửa thân, rủa người khác thể dung phân cho người. Dẫu ai làm quỷ thì cười, khuyên người sửa lại chớ đừng rủa chi. Chửi rủa mà có ích gì, chửi thời mang quả rủa thời mang tay. Quan công nào phải tay sai, cho nên coi thế lại sai đến ngày. Bất kỳ già trẻ gái trai, giận nhau thì lại kêu mà quan công. Nói rằng hoàng đế chẳng linh, dặn hầu bé hầm nó đi cho rồi. Quan công hiện thánh về trời, có đâu ở thế cho trần hạ sai. Thế vậy tôi lại phiền hoài, quan công không phải thiếu tiền gì đoán. Mấy đứa họ hét nghênh ngang, hãy cho quan đế đàn tràng giữ an. Lại sai thái tử Na Tra, ngụy trưng thần tướng chầu bá cõi rài. Rao truyền khắp hết Đông Tây, bốn phương thần thanh khó mà dung cho. Nói chua mà giữ mà lo, đừng quên thói cũ mà bò nghêu ngao. Phải do lòng biển cạn sâu, lên non mới biết non là bao cao. Hay là cần thủy tri ngư, cần sơn tri điểu, cần lắm biết rừng. Ngó lên mây bạc chín tầng, hai đàn tội phước nửa mừng nửa than. Thân tôi giấc ngủ nào an, thương đời trần hạ thác ngoan mã sầu. Bởi chứng chẳng biết cạn sâu, cho nên mắt phải vào nơi thập sầu. Chết đâm chết chém rơi đầu, là người trộm cướp nào mà trách ai. Chết mà da thịt không phai, là kêu thần thánh mà sai bắt người. Chết mà còn nói còn cười, là khi trong cõi ngũ hành chẳng linh. Chết mà mê sảng trong mình, khinh khi thất tổ của mình chẳng linh. Chết mà lo sợ hãi kinh, là khi trời Phật nên mình thác oan. Chết mà chẳng thấy trôi than, là kêu ôn dịch nên mang khốn nghèo. Chết mà trôi nổi như bèo, ý vào tôn đức phạt rài thảm tay. Chết mà bất cập trí cơ, tại là háo sắc ước mơ má hồng. Chết mà thân thể xế xài, tại là lấy vợ giết chồng người ta. Chết mà
thân thể chánh hòa, tại mình nát đức chết mà treo thay. Thấy đời mà lái sầu tây, xin người dương thế phải suy lấy đời. Cũng đừng khi Phật ngạo trời, cũng đừng khi dễ vậy mà tổ tâm. Cũng đừng chửi vô mắng giông, cũng đừng khinh dễ thánh thần chẳng linh. Cũng đừng chọc gây tốt sinh, cũng đừng rủa xả mà thân chẳng toàn. Cái ác tùng thiên thời an, dầu cho có mắt tai nàng cũng qua. Cuộc đời khó nổi xét ra, còn nhiều cách thảm còn xa bớ trần. Lớp thời hành binh trên không, lớp thời thủy lục lớp lối ra đầm. Lớp thời đi đạp gây trong lớp, thì có các châu thân chẳng lành. Lớp thời ông kiên cắn mình, lớp thời ma quỷ hành hình ốm đau. Lớp thời u nhọt rất giàu, chết thiệt trăm đàn mau rất nên mau. Ráng mà tu niệm dồi trao, thời có trời Phật mau mau độ mình. Nếu còn quen tanh bất minh, Phật trời thần thanh đâu dùng bất bình. Cứ lo nhân đức thời hơn, cầu trời khấn Phật độ cơn hiểm nghèo. Nghinh ngang như thể bầu đèo, có ngày rung cuốn mà trong nỗi gì. Nói cho già trẻ xét suy, người tu nào có ai bi bao giờ. Hát nhân như túng nước cờ, phải suy phải xét trí cơ bớ trần. Chứ rằng quả phước hai phần, hiền từ gặp phước ý quả lần lánh xa. Làm ác quản quả tại gia, thánh thần trời Phật đâu tha gian tàn. Thánh thần cứu kẻ hiền từ, cứu kẻ niệm Phật, cứu người hiếu trung. Mấy đứa làm dữ làm hung, Phật trời thần thánh có dung bao giờ. Đừng thấy còn ruộng mà mơ, tới chừng rốt việc như tơ bị dày. Phật trời thần thánh giải rài, không nghe lời dạy khó thay bớ trần. Thân này cực nhọc nào cần, cảm thương ba tánh muôn phần lao đao. Chuyện đời khó giải biết bao, âm dương lộn lạo tổn hao thấy trần. Bởi trận lỗi quá muôn phần, cho nên lập hội long dân chọn người. Hiền từ thời đắng thanh thơi, nghinh ngang khó trốn lưới trời bớ dân. Lưới hầm bùa khắp ý cõi trần, chuyện luân bát quái còn trong nỗi gì. Hạ quân sao chót xét suy, sự giống nào có khác chi sự tồn. Chết thời mất xác còn hồn, chí công có Phật chí tôn rước về. Ác nhân quỷ sứ giữa cày giam, vào thập điện khảo tra nhiều bề.
trên cõi trần nay, có tội hành phạt mạng tha trở kề. Dương trần con cháu bỏ bê, cho nên đôi khách nhiều bề thảm thương. Linh hồn quỷ trách gia nương, mới đem con cháu thế cho ngũ hành. Nói rằng đôi rách chẳng lành, xin bà làm phước thế mà cho tôi. Ngũ hành xem thấy thương ôi, thương người đôi rách đứng ngồi nào an. Dương trần sao chẳng liệu toan, sống sao tác vậy khác ý nào ở đâu. Khuyên trong già trẻ mau mau thành tâm tỉnh lại, ăn năn kẻo lầm. Cái ác tùng thiện nhất tâm, tới cơn bát loạn Quan Âm cứu rài. Dầu cho mỏi mệt mấy ngày, cũng không than trách cầu thần thiện tâm. Huệ lưu chẳng kể ăn nằm, cầu cho cõi thế khuyên răng bên lòng. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, giải thoát cứu trần. Quyền thứ chín, hạ quân túc hỡi đôi dời, Ngọc Hoàng hội nghị lập đời thượng quân. Dương trần đâu rõ nguồn cơn, ruộng trâu hao tổn nhân dân chẳng lành. Hạ quân như sợi chỉ mạnh, sao không tua niệm tránh danh làm chi. Phật trời tiên thánh sầu bi, cày ông sứ giải mau đi dấu trần. Sứ giải vội vã ân cần, đi hết khắp cả cõi trần giáo khuyên. Thương ông sư giải nhọc nhằn, sao thân chẳng biết mấy thân dưới trần. Hạ quân nhiều kẻ vô nhân, chẳng thương sư giải nhiều lần lao đao. Người còn chẳng luận công lao, xả thân vì đạo rao cho dân thường. Giáo khuyên khắp hết bốn phương, ai nghe thì lại mến thương vô cùng. Như ai có muốn làm hung, thì là ông lại giả khùng đi xin. Thân sao thân lại linh đinh, già rồi lại cực thân hình biết bao. Tới đâu thấy những hùng hào, ít ai kiêng nể ổ ào chê bay. Lại còn diễu cợt chê cười điên khùng, nào phải thần tiên đâu là. Thấy đời tôi lại xót xa, tôi thề hết tiếng cho trần hạ tinh. Thương đời dài đã hết tình ráng, mà nghe lấy bàn kinh mà thờ. Dài từ chân tóc mỗi tơ, cớ sao lễ thứ làm ngơ. Không cần dạy cho tu lấy cái thân, không phải tôi biểu tu cần cho tôi. Có tu sao đặng ngôi cao, ai mà khi dễ lưỡng biến ghi vào. Thuở xưa là giặc ô sao, bây giờ là giặc nhất tàu tranh đương.
nói cho thiên hạ đành tường ráng, mà tu niệm khỏi đường đau binh. Giặc kia phía bắc chiến chính, tu nhân thì đặng thần linh hộ mình. Chớ đừng ý sức đoạn kinh, rồi sao than trách nói mình không hay. Phật biểu truyền khắp Đông Tây, chẳng nghe không kể bây giờ trách ai. Tôi là ông sải bán khoai, bán gạo ông trưởng ai ai cũng lầm. Ghe cui đi kiếm dư trăm, tôi đậu tại đó hơn hai ngày trường. Ghe cui ghe khoai ghe lường, chèo qua chèo lại tôi đương đổ cà. Có người bán bánh thiệt thà, bao nhiêu quỷ mị tinh tà sạch không. Thấy vậy thêm não thêm nằm, trở về núi cấm non bầm bấy lâu. Rồi tôi qua đến bên Tàu, bây giờ trở lại An Giang Nam Thành. Tôi đâu có nãy nhọc nhằn cầu, cho ai nấy làm lành tu thân. Tích thiện như đặng vàng cân, như bằng tích ác chẳng an thân mình. Tôi thề chừng có thiên đình đặng, cho ai nấy chớ tình nghi nan. Mấy người ăn ở nghênh ngang, tới đời thấy bỏ lành khến như rèo. Tôi khùng nên nói trơ trêu, lung lanh gian ác nên nêu bản đề. Truyền rao khắp hết chợ quê, ai coi gian ác tửu tài mà coi. Nói cho thiên hạ xét soi, dân tiếng nào phải con nòi đế vương. Bởi chứng tâm tánh hiền lương, thấu đến thiên đình thượng đế mến thương. Cho chàng kế vị sở vương, trịnh hâm là đưa bất kỳ lương ra gì. Gian thần đồng trác ai bị lầm tái điêu thị chàng thì mang giống. Kiết trụ là đứa tham dâm, Đại Châu văn đế nhân dân khốn nạn. Trụ dương sao lại tan quan, văn dương tu niệm sao an nước nhà. Xưa nay có khác đâu là tu hành, thời lại lánh xa tai nạn. Mấy đứa hung ác bất nhân, nào ai tạc để vô trong miệu thờ. Tu nhân tích đức hiển gian, cũng như quan để miễu an đền thờ. Nghĩ thương trần thế bơ vơ, tôi ra tỏ hết trí cơ cho trần. Tôi đâu mà có an thân, bây giờ Phật biểu tôi sang nước tầng. Mến là mến đức hoàng lân, thương là thương lấy vàng dân mắt nàng. Tôi thề chứng có tam hoàng thương, trong thiên hạ nào màng thân tôi. Miễn cho thiên hạ tâm hồi ráng, mà tu niệm mà như chồi quế thơm. Tu hành trời Phật thấy thương, lại Phật như thể học mấy đường ngũ môn. Ác nhân như ốc
mượn hồn đừng thấy tu niệm ý khôn mà cười. Bát bãi đâu sanh vàng mười, một tiếng niệm Phật hơn mười người sang. Niệm Phật mà đắng bình an, sáng giàu ý thế lại mang tai nạn. Tới chừng thấy quả khóc than, cầu cho kêu réo chuyện gian đặng nào. Bấy lâu cười nói lâu sao, bây giờ mắt nàng kêu tao làm gì. Thái tây với cõi quê kỳ, phép hay thuốc giỏi vậy thì thua ai. Có chết xỏ bữa làm hay, coi tim coi phổi coi rài mật gan. Nói thôi giọt lụy đầm đầm dương gian, nhiều kẻ phải lầm tay phiên. Nói rằng tổ quốc là tiên, cho nên ba tánh lụy liên mất hồn. Bấy lâu chưa biết dạy không, bây giờ có Phật giáo ngôn cho mình. Tu nhân là kẻ hữu tình, lung lăng là đứa khác hình nhân gian. Cho nó ăn nói nghìn ngang, chẳng kiêng chẳng kể ngửa ngang chê cười. Chừng nào vào cửa thứ mười thời là mới biết việc mình làm sao. Đói nhìn mười cửa đầy lao, nhiều người phải bị lao đao ra vào. Phật trời truyền giải khắp bao, sao không gìn giữ hùng hào làm chi. Thấy đời tôi lại ngẩn ngơ, Phật trời đâu có làm ngơ bao giờ. Trẻ thơ cho tới tuổi già, tu thời có Đức Di Đà chứng minh. Nói cho thiên hạ làm tin, Phật trời không phải không linh mà phiền. Thương là thương kẻ hảo hiền, giàu ai giàu có với quyền mặt ngay. Một lòng tin tưởng nào sai, chẳng tham danh lợi nào này giàu sang. Dầu cho đôi khó cơ hàng, cũng không có mắt những đàn yêu tinh. Phật trời phân xử công bình, thương đời nên mới cho kinh lưu truyền. Tu hành thời đắng bình yên, nhược bằng tích ác chớ phiền trời xanh. Kinh truyền dạy đã rành rành, giữ lành hai lẽ rao cho dân thường. Thương thời chỉ nẻo dắt đường, bây giờ thấy nước quỷ vương nhiệm màu. Nó thông khắp hết quận châu, đâu đâu đều có lập lầu giáo dân. Phật tiên thần thanh chẳng cần chê, Phật khi thần giáo dạy lê dân. Phật trời thương hết thế trần, truyền kinh tăng sĩ rao cho dân thường. Tây Sơn xuất thế minh vương, đổ cho khỏi hết tai ương dưới trần. Thấy đời cần lắm bơ dân, cho nên trần há nhiều lần đổi xây. Mẹ cha ân nghĩa lâu dài, nhiều người chẳng kể những ngày sở sanh.
mẹ cha trời Phật sanh thành sao không kiên nể đây đành bơ vơ. Làm con phải xét thiên cơ đền ơn cha mẹ trời đâu bỏ mình. Lung lăng chớ trách thần linh, tuy là chẳng thấy những linh nhiệm màu. Thấy đời mà lại thêm sầu, không lo tu niệm để mà cầu mau. Bây giờ hơn lúc nhà châu, đạo điện ba tánh thảm sầu nhân dân. Âm dương tạo quá xây dần, tu hành thì khỏi mười phần lao đao. Lung lăng trốn chẳng đặng nào, cũng như chim nọ mắc đi vào bầy trương. Lưới trời búa khắp mười phương, sao không lo sợ lại lo tranh cường. Tu hành trời Phật mến thương, lung lăng kiêu ngạo phải dương lưỡi hầm. Gấm người dương thế cõi trần, không ai ở đằng ngoài trời vô đây. Nói cho mà giữ lấy thân, để sao rồi lấy mắt nơi lưỡi hầm. Rồi trách trời Phật chẳng yêu, bởi mình bạc ác Phật yêu đằng nào. Lưới trời đã bủa khắp bao, mấy đứa hung ác ai dung đằng nào. Lung lăng như cá ở ao, tu hành khác thể như hào hoa tiên. Ráng mà tu niệm tháo hiền, tu hành đâu có tốn tiền mà than. Phải tu mà tốn tiền ngàn thời, là thiên hạ trách than không phiền. Tu là cầu cho cửu quyền, cầu cho cha mẹ khỏi miền diêm vương. Cầu cho cha mẹ an khương, cầu cho thanh chúa đế vương trị đời. Cầu cho mình đắng thanh thơi, cầu thầy muốn tuổi ở đời dài răng. Cầu cho giữ đặng năm hằng, ở đời đừng thấy kẻ hèn phế vong. Cũng đừng lánh độc tầm trong, bở người giàu có lại giống kẻ nghèo. Chuột nằm trên núi treo leo, trâu con cày ruộng cột leo khỏi rừng. Mèo mừng rỡ chạy tưng bừng, rầm nằm thời lái tìm đường lánh thân. Ngựa đua chạy dởn gian rân, tới dễ lại cất vào rừng kiếm ăn. Khi bầy chạy lạc lăng xăng, gà đương ăn lúa túc con ôm xòm. Chẳng lo bươi chạy nuôi con, chó kia gặp chủ chẳng còn sủa tru. Heo kia ăn uống ngao du, nhảy quanh gầm giỡn rừng thú vui vầy. Chẳng còn lẽ bản lát bay, gà chó heo rài vui đã nên vui. Mấy năm nghĩ lại ngậm ngùi, thương thái thiên hạ sụp sùi than gian. Chừng nào mỗi nước đặng an, hiền còn giữ mất hay đàn khác nhau. Có tu nhờ lấy ngày sau, lung lăng thời đặng buổi đầu mà thôi.
cùng như đảng nịnh cướp ngôi, tới trần trung phục gốc chồi tan quan. Tu hành như cái lầu vàng, dầu cho có rách cũng còn danh thơm. Kinh này nói hết thiệt hơn mặt, thành thiên hạ đâu hơn thời tầm. Phật biểu truyền chẳng sai lầm, đạo nào thì cũng ở trong cõi trời, trách lầm ba tánh nhiều lời. Đạo nào cũng bởi Phật trời lập ra, vì chứng nhiều nước vậy mà, cho nên trời Phật lập ra mới nhiều. Cũng đừng thấy vậy mà kêu tổ tông Nam Quốc cũng theo Phật trời. Dân Nam sao lại đổi dời, Phật đạo hồi trước kia cũng là thuấn nghiêu. Ba tánh sao chẳng học theo, Phật trời là đạo ông bà ngày xưa. Hạ quân sao chẳng ngăn ngừa, đạo nay lại mến đức xưa lại từ. Ai mà biết xét thiệt hư, nói theo tông tổ có hư bao giờ. Trong nhà lập mấy bàn thờ, cửu quyền thất kỳ tổ ngoại thờ năm ông. Thường đêm hương đốt đừng không, thời là lại có lượng thần chép biên. Chung niên sổ nạp thượng thiên, thiên định tùy đó phước liền ban cho. Hung hăng tai nạn rất to, nói cho ai nấy đành lo giữ mình. Bao la trời rộng thinh thinh, hiền hùng sẽ biết mấy linh rõ tường. Nếu ai chẳng biết lo lường, hãy nhớ ích kỷ mang đường qua tay. Bởi mình chẳng biết kể ai, cứ theo ngạo Phật khi tiên chê thần. Mấy đứa ăn ở bất nhân, thời là lại có lưỡng thần chép biên. Dầu cho thắt súng huynh tuyền, Diêm Vương vẫn tội nào yên trong mình. Khi sông khi ngạo thiên đình, thác xuống âm phủ hành hình thâm oan. Ở trên dương thế nghìn ngang, thác xuống âm phủ có an bao giờ. Thương thời nói hết thiên cơ, có nghe thì khỏi làm ngỡ tự lầm. Thì trong thiên hạ lòng đâm, kinh này một bổn hết đi lòng giáo khuyên. Sai trong sĩ tử rao truyền, rải trong thiên hạ dưới miền trần gian. Ai thấy mà chẳng rao truyền, ác là mang hoa lụy liên cả nhà. Chép coi rồi lại truyền ra, khỏi tai khỏi nạn một nhà bình an. Chép đặng một cuốn vẽ vang, tài gia lớn nhỏ bình an thay là. Nếu ai thấy chẳng truyền rao, mắc phải ổn dịch đừng gào trách than. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát Na. Quyển thứ 10 trước đèn xem truyện Tây Minh. Thấy đời trần hạ vô tình lắm thay, Ngọc Hoàng cầm sổ nơi tay, quyết mà vũ bỏ đời nay hỗn hào.
Nam tàu kinh khủng khấu đầu sinh thương trần thế đảo màu truyền ban. Ngọc Hoàng nghe nói rất mừng sai người giá võ qua miền lôi âm. Kế đó Phật Tổ Giá Lâm tâu cùng Ngọc Đế thấp cao tỏ tường. Minh Dương có tới Phật đường giáo khuyên dưới Tây Trung ương tu trì. Lại cậy Di Lặc Bôn Phi quá xin Thượng Đế cứu thì Trung ương Di Lặc qua tới thiên đường thiên đình dạy rước cái Ngọc Đường hỏi quan. Chẳng ai bay yết trào ca dân vũ ta bà hay có chi đây. Di Lặc Phật mới tâu bài lối âm Phật tổ giải rài qua đây. Ngọc Hoàng mới tỏ lời này chẳng hay Phật dạy qua rài làm chi. Di Lặc mới tấu một khi Minh Dương cầu Phật cứu rài Trung ương cuối sinh Thượng Đế xót thương sinh đần vũ sổ cõi trần Trung ương. Minh Dương như đức đoạn trường qua tới Phật đường cầu cứu thế gian. Thiên đình nghe nói khó toan sổ dân Trung giấy đã toàn bắt quân. Biểu lo vũ bỏ trần gian chẳng biết có còn hay vũ sổ đi. Nghe qua Di Lặc sầu bi thương thay hạ giấy xiết chi ưu sầu. Thiên đình to trước Ngọc Lầu từ bi Phật hãy qua rài Bắc Môn. Đặng hỏi bắt đầu tinh quân sổ dân Trung giấy có còn hay không. Phật dân gia võ đặng dân Bắc Phương nhâm quý thiên môn bước vào. Bắt đầu vội giả thỉnh vào bạch qua với Phật tới âu chuyện gì. Di Lặc mới nói một khi có lệnh thiên trước ngày rài lôi âm. Sai tôi Di Lặc đặng dân qua xem sổ bộ cõi trần Trung ương. Chẳng hay sổ nó tại đường hay là đã vũ thời phân tôi tường. Bắt đầu bạch lại tỏ tường cảm thương trần thế nên tôi chưa đành. Nên xin Thượng Đế từ bi thứ dung cho kẻ ngu si dưới trần. Thiên đình nghe tâu có nhân phần thì có Phật Tây đường cũng xin. Bắt đầu bạch hết chân tình lời cùng Di Lặc đính nín lời này. Xin Phật trở lại lối âm nói cho Minh Đế phải răng cõi trần. Trung ương không kể thánh thần lại thêm rủa chửi nhiều lần bất nhân. Lưỡng thần tư mạng lên chầu tội dưới dương thế người tấu muôn phần. Lại thêm tam vị thi thần cảnh thân nhật lễ nạp cung một lần. Tôi giữ thiệt đã vô ngần xem trong kinh sổ khó phần thứ tha. Rồi tâu nhờ có Thích Ca vì lòng Minh Đế mà tha dương trần.
kể từ mẫu ngũ tấn binh, nếu còn thói dữ tác rồi đừng than. Nếu ai ăn ở nghìn ngang kêu chỉ có nấy đừng than đừng phiền. Kêu phước có phước liền liền, kêu quả quả tới liền liền đâu sai. Ác nhân tai quả tại gia, làm lành nhờ Đức Phật mà dựa theo. Nghinh ngang như cột xa kèo, làm lành hộ có Phật tiên thánh thần. Bấy lâu Phật ở nước Tần, bây giờ Phật lại trở lần về Nam. Chẳng cần chùa miếu đình am, thảo lư nhân đức có hàng Quan Âm. Chùa am rực rỡ chớ lầm, là nơi danh lợi vực thầm thế gian. Phật trời tiên thánh nào ham, làm cho hao tôn của dân dương trần. Phật trời thương kẻ đức nhân, Phật trời đâu muốn bát tiền của dân. Thánh thần thương kẻ hiếu ân, thương người nhân đức nào cần dịch heo. Thánh xưa câm chẳng sát sanh, thánh thần nào biểu sát sanh bao giờ. Tại trong thiên hạ ước mơ, kêu rủa ông dịch dịch ông áp vào. Hồi xưa ma quỷ đường trào, bây giờ ma quỷ đường trào khiến sai. Biểu xuống trung giấy hành hài, răng kẻ bạc ác ước mơ sắc tài. Ý quyền chẳng có kể ai, đánh chửi chẳng kể chi bay luân thường. Ngọc Hoàng xem thấy thảm thương, sai hàng công nữ xuống nơi dương trần. Người thời giá kẻ bằng nhân, người thời điều đỏ má hồng tốt xinh. Thiện nam xem thấy đậm tình, tham bề trắng gió bỏ mình dông thân. Tinh nữ ác đức bất nhân, ý mình lãnh lợi bán buôn lành phần. Bất kỳ già trẻ không cần, ý khôn chửi rủa mắng thôi muôn ngàn. Nói mình là chỉ bán hàng, lẽ nào mà lại thua đàn nhà quê. Công nương giả kẻ giải khờ, mua tôm mua cá mua rài trầu cao. Mua gấm mua nhiều sắc màu, của mười trả một thử rài làm sao. Người hiền đâu biết giá nào, phải thời mua bán không thời làm thinh. Đứa hung nó chẳng dị tình, ý khôn hồn âu nói mình rằng lanh. Công nương đâu có tương tranh, mới lỗi một lần không chấp làm chi. Để coi nó biết vậy thì, bỏ tánh hỗn ẩu làm lành hay không. Thường ngày đi khắp chợ đông, tới đâu coi cũng không ai làm lành. Công nương thấy vậy thêm phiền, muốn trừ hung dữ dưới miền chợ đông. Phố xa đâu cũng đều lầm, bán hàng nhiều đứa ăn nằm chẳng yên. Làm bệnh thiệt rất chẳng hiền, hàng nam lấy khách ỷ tiền dông thân.
bán hàng thiệt ổn muôn phần, bán dành mua giật thiết loài cường phu. Thấy vậy cái ác nó tu, huống chi quần tước ngang tàn làm chi. Nhân sanh thiên số nan kỳ, không ai ở đánh ngoài trời mà vô. Chớ nên hung ác hồ đồ, lâm vào khó gỡ như cờ bị dây. Thấy đời tôi lại sầu tây, đêm nằm nước mắt chảy ngay lưng trầm. Cấm thương thiên hạ lòng đông, phải chỉ ba tánh một lòng như tôi. Như cây khô đã nứt chồi, tu nhân tích đức Phật trời mến thương. Cõi trần ít kẻ hiền lương, cho nên lộn lão ấm dương vậy mà. Có tu Phật độ an hòa, lung lăng ma quỷ khảo tra liền liền. Làm cho tốn của hao tiền tàn giá bãi sản, nào yên thân mình. Khiến cho thiên hạ bất bình, anh em lộn lạo sanh linh nào hòa. Tốn heo tốn vịt tốn gà, hết của trong nhà thiếu nợ người ta. Nói thời thiên hạ ghét ta, vì tình đồ để trao ra một bài. Cấm thương trần hạ gái trai, ra bài giáo thiệu khỏi tai nạn sầu. Bây giờ còn dấu chi đâu, từ đây điếc tới không lâu mà chờ. Bính dần nhiều chỗ bơ vơ, qua năm đinh mạo như tơ rối cuồng. Năm mẹo tháng mẹo chưa buồn, năm mẹo tháng hời lũy tuôn dầm về. Vậy mà chưa mấy ủ ê, trung ương rầm lộn ê hề thay thi. Mèo kêu rít tới ai bi, tới gà về ổ dân thì bình an. Thương thay đồ để ngồi ngồi, mang lại thế sự không nguôi tấm lòng. Gạn cho hết đục tới trong, thương thay đồ để hết lòng chẳng buông. Lửa đồng mà đúc lấy chuông, lửa người hiền đức mà thương lâu dài. Quê lưu ký tả một bài, viện bán châu quần hậu lai kháng tường. Vắng dài lời nói thảm thương, muốn thời hãy đọc không thời đừng nghe. Giảng kinh không phải thơ về, nên ngồi đặt đặng không nghe lại cười. Giảng kinh có tiếng không người, chứng có chín mười không phải mình tôi. Quê lưu bút ký tả rồi, đặng cho thiên hạ dấu rồi để đời. Nam mô tam giáo công đồng, chứng minh độ người dương thế. Tam quân nay sắp hết rồi, Phật trời hội nghị lập đời thượng quân. Truyền rao khắp hết thế gian, thành tâm tu niệm khỏi cơn hiểm nghèo. Hạ quân nay thể như bèo, nay còn mai mất hiểm nghèo thôn vôn. Lớp thì tật bệnh gây mòn, lớp thì bạo lục nhân dân khốn nạn.
lớp đau lớp chết nhộn nhàng, lớp thì bán trái bốn mùa nào ăn. Lớp thời sưu thuế đã đoan, lớp kia lớp nọ khổ nàng biết bao. Lớp thời tà quỷ lâu sau, xuôi mưu làm loạn hại dân muôn ngàn. Giả hình giả dạng nào tàn ái ham quê nguyệt thì mang lấy sầu. Hỗn hào chẳng có khỏi đâu, trời đã mở cửa thả bầu yêu tinh. Thấy đời trần hạ bất bình, chửi rủa chẳng kể thần linh chút nào. Chửi cha mắng mẹ bào hao, khi chế trời Phật hùng hào lắm thay. Tượng hình tượng cốt bằng cây, đặt tên kiêu ngạo khổ thay bớ trần. Phật trời đâu mắt tội trần, cho nên cõi thế hành thân làm vậy. Ngọc hoàng trên chín tầng mây, Phật trời ngự chúng phương Tây lôi đài. Thánh thần có thiếu nợ ai, cho nên trần hạ réo kêu hoài hoài. Đại càng nào phải tay say, cho nên trần hạ réo mà dịch ôn. Ngũ hành sơn đồng chúa ôn, cũng không chập ghẹo dưới miền trần gian. Thất nương bài phẩm rõ ràng, dầu cho cửu phẩm thời là cửu cung. Cũng không thiếu nợ dưới trần, cho nên kêu reo chuyện gian non bồng. Quan công châu tướng hai ông, nợ trần trả hết réo kêu làm gì. Hưng bình tài lý bốn người, tham gian của thế vậy mà mong chi. Cho nên dương thế réo kêu, lòng dương ngủ vì cướp chi của trần. Cho nên kêu reo vang răng, thủy lâm hà bá không dành ruộng trâu. Trần gian kêu reo nhức đầu, linh thần thổ võ phá não nhà ai. Cho nên kêu reo hoài hoài, năm non bãi núi cũng không thua bài. Cho nên trần hạ kêu hoài, réo kêu thì mắt qua tay liền liền. Tôi đây vốn thiệt là điên, Phật trời cho dài dưới miền trần gian. Đêm nằm giấc ngủ nào an, thường trong lễ thứ mắt đàn yêu mang. Phải chi thiên hạ như ta, thành tâm niệm Phật Di Đà Thích Ca. Tôi khùng nói chuyện Di Đà, người khôn thì rêu các ông các bà. Chửi rủa reo hết gần xa, ông kia bà nọ đủ mà ba cung.
Phật trời thần thánh đâu dung mấy đứa hung ác còn dung nổi gì. Người nào niệm Phật từ bi thần lành theo giữ sở gì mang tay. Lũng lăng hung ác ý tài thời có thần giữ theo hoài hai bên. Khuyên trong thiên hạ gần xa phải suy phải xét trẻ già chớ ương. Tôi đã biết hết tỏ tường tội phước hai lẻ không phương nào lầm. Tu hành thì đắng thiện tâm ác nhân lại mắt đi cõi âm luân hồi. Tu hành sao sẽ sang vào tiền căn nhân quả diệu màu không ngờ. Thứ nhất lấy vợ người ta, thứ nhì ác đức sanh ra thú cầm. Thứ ba trâu chó làm ăn, thứ tư có chữa phá thai vậy mà. Sanh rồi thắt xuống diêm la, xa vào hắc ám khảo trai khổ hình. Thứ năm chẳng kể diêm đình, thứ sáu khi về Phật thần thánh tiên. Thứ bảy chế trong cửu quyền, thứ tám hiếp đáp người hiền mồ côi. Cho nên mắt đi đọa luân hồi, cùng căn mạt kiếp mạt đời chung thân. Thứ chinh chửi do mắng dông, đánh đài chửi tớ đắng cay muôn phần. Tuy là nó ở tớ đây, thiên sanh nhân số phải xây luân hồi. Ai ai cùng số ở trời, tiền cảnh bao hầu vậy thời bơ dân. Lung lăng thời khó muôn phần, nói cho ba tăng dưới trần luận suy. Thứ mười đừng có khinh khi, khó nghèo tàn tật với người cùi đuôi. Thấy ai đôi khó cúc côi, sang vào hiệp đáp vô hồi chẳng thương. Đừng khoe lớn cột cao rường, bạc muôn lúa vừa chẳng thương dân nghèo. Ngồi trên đỉnh núi treo leo, thấy trong thiên hạ như bèo trôi sông. Xum dậy một hồi rất đông, cuồng phong thổi tới gầm trong còn gì. Mèo kêu nghe tiếng ai bi, quân thần phụ tử xiết chi ưu phiền. Rồng bay sao xiên nào yên, rắn bò giáp với đảo điên dương trần. Chừng nào có ngựa có lăng, có quỷ có phùng có quân có thần. Năm năm sau tháng long đông, nhân dân thiên hạ mắc cái dầm gian nan. Kẻ thì mất vợ khóc than, người thì chồng chết reo vang ôm sầm. Con nít kêu mẹ reo cha, ông bà khóc cháu thiệt là thiết tha. Ông bà tuổi tác đã già, cháu con thơ ấu sớm đời diêm la.
thiếu niên bạc ác vậy mà, cho nên dần xuống diêm la hành hình. Dương trần chẳng kể thiên đình lưỡng thần tư mạng tấu trình thường thiên. Ngọc hoàng sai các thần tiên ứng cỡ răng dài khắp miền trần gian. Xin người dương thấy đừng ngang, dương trần ai cũng ở trong lưới trời. Ráng mà tu niệm ở đời, trên thiên dưới địa bốn bên chư thần. Tu cầu chư thánh hộ cùng, mà nghênh ngang chẳng kể Phật trời đâu dung. Xem đời thấy việc rất hung, bốn phương tam hương chính tầng nổ ra. Mười phương ngã quỷ yêu ma áp vào giết hại người ta dương trần. Trống chiên hò hét vang răng, hết tiền hết của hết thân của trần. Như ai sớm biết ân cần, tu thân tích đức mười phần thành thơi. Tôi nay những lĩnh Phật trời, ráo cho thiên hạ dưới đời đằng hay. Cuộc đời các việc tỏ bài, giữ lành đâu có nào sai đâu là. Tự lòng trai gái trẻ già, tu hành tai nạn lánh xa nào gần. Hiếu cha trung chúa sự thân, bất trung bất hiếu thì thân chẳng toàn. Trai tham dâm dục nào an, gái không tiếc hành lăng loạn tà tơi. Ở cho vẹn vẻ vậy thời, trai giữ trung hiếu gái gìn tiết trinh. Không tu cũng thấu thiên đình, tu mà lan trả Phật trời đâu dung. Thánh thần ghét kẻ bất trung, ghét đứa thất tiết, ghét loài thất phu. Ghét đứa vui thấy rằng tu, ghét lũ làm biến cáo đầu ẩn thân. Dối gian quyền tài của người, đem về ăn uống vui cười nghinh ngang. Nó nói lên cốt ngọc hoàng, cốt ông Phật tổ, cốt bà Quan Âm. Cốt ông hộ Pháp Di Đà, cốt ông Di Lặc, cốt bà Tây Dương. Chuẩn đề đĩa tạng thập dương, quê quán yết đế thiên dương bốn vị. Lên cốt phục hy thần nông, mười tám la hán lại ông dân thù. Và làm quan đế thánh quân, với hàng Phật tử vậy mà biết bao. Lên cốt bát tiên ngũ hành, lên cốt bảy bà cứu phẩm thất nương. Tôi thấy chi xiết não nằm, Phật trời tiên thánh thiếu trần bao nhiêu. Cho nên dối thấy hành hình, cây sao gốc mít kéo vào đặt tên. Phật trời hữu ảnh vô hình, thánh thần cũng vậy mới là oai linh.
trời xanh khắp cả thế gian, xanh nhân xanh vật xanh rài cỏ cây, hoa xanh khắp hết đông tây, núi non sông biển chỗ này chỗ kia, lại xanh tam giáo tam quân, lại xanh ba cõi rõ ràng nào say, nhất là cõi thượng thiên thai, nhì là trung giới cõi trần dương gian, ba là hạ giải diêm quan, thập dương ngũ vị quảng hàng âm nhân, diêm dương có kiến nguyệt đài, người phàm mắt thịt tối tâm nào tường, sao dám vui thấy ngạo đời, lên cốt Phật trời tôi đáng hay chưa, cạo đầu dối thế nào vừa, vào ở nhà chùa gác chúng nuôi thân, hơi nào mà nói chuyện trần, cúi đầu lại Phật lại thần lại tiên, lại trong thất tổ cứu quyền, lại lên cõi thượng lại miền tiên cung, lại cõi thập điện long dương, cầu cho cha mẹ cứu quyền tổ tông, cầu cho thanh chúa cửu trùng, cầu cho trai gái rùng rùng tu thân, cầu cho ba tánh còn đông, cầu trai trung yêu hết lòng thiện lương, cầu cho gái giữ tiết trinh, cầu cho thiên hạ bốn phương thiện từ, khuyên trong lục quốc gia nhu, vạn dân ba tánh ráng tôi mà nhờ, đời này như cá chạy lờ, trên trời dưới đất bốn phương luân hồi, tu cầu trời Phật thánh thần, mở ra trống trải vui hồi thành thơ, dương gian ai chống nổi trời, cho nên hung dữ nhiều lời khi chê, luân hồi xem thấy nào ghê, làm trâu làm chó nhiễu bề thiết tha, làm tôi làm mọi giấy mà, sanh ra trâu ngựa tội ta đền bồi, tôi thấy thật rất thương ôi, hội đồng tra án thấy thôi hại hùng, ác nhân sự án quyết bồn, chẳng ngay chẳng thảo đâm say nấu dầu, sát nhân chặt khúc phân tay, gian dâm hàm hiếp sự nay lăng trì, bội phu gái chẳng kể chồng, a tỳ hắc nam còn trong nỗi gì, chữa oan mà giết hài nhi sự tội, vậy thì bại sản tán gia, làm con cái mẹ cái cha, bội sư phạn chúa nghịch mà đệ huynh, kiếm đau đâm sẽ nát mình, khi dễ thiên đình mắt ấy tội lỗi ao, chê trong tình tu ngũ hành, mắt hàng ngũ vị ai xin đặng nào, tôi đã nguyện giữa Phật trời, cứu kẻ tu niệm cứu người hiền lương, nói cho trai gái đánh tường, tội hành ghê gớm mọi đường nhầm ghê,
thôi chớ có nói giống dài Phật trời chẳng vì những người tà gian. Nam mô Tam Giáo Bảo Toàn, Tam Quan Tam Phẩm Tam Quan Thánh Thần, độ người trung giới đức nhân, cúi đầu bái tạ Phật tí thần lui chân. Tạ từ thanh tự tôn sư, tôi xin trở lại thảo lửa diễn hành. Thầy ngồi trên đảnh mây xanh, tôi xin đạp xoải dài sành giáo dân. Cuối sinh ba tánh đồng tâm, cầu cho ba tánh dưới trần hiền lương. Cầu cho ba tánh bốn phương, vô tai tình sự an khương thái bình. Tôi đâu có nể nhọc nhằn, cầu cho ai nấy giữ gìn lời răn. Thân tôi tuyệt tự nhất thân, vô hậu kế đại có bằng ai đâu. Huệ lưu xét hết càng sâu, mất mài bút ký quần châu chớ phiền. Đọc coi đâu có tốn tiền, cổ tích lưu truyền chẳng phải chuyện kiếm. Bấy lâu phong cảnh giáng niên, bây giờ tới hội lưu truyền gần xa. Huệ lưu lục tự trao ra, cầu cho thiên hạ trẻ già tu thân. Nam mô Tam Giáo chứng minh, độ người thiện nghiệp mà. Phần kệ: kể từ phát nguyện Tây Phương, làm bài kệ bái để thường xướng ca. Mười phương cõi Phật Ta Bà, Phật Dương Thứ Nhất Di Đà Lớn Thay. Cõi qua cõi Phật cao dài, ảo sen chính phẩm độ nay phàm trần. Tôi xin cùng Phật gửi mình, một bề lánh giữ làm lành mà thôi. Phước làm như thể đất bồi, giữ lòng chỗ vẹn chiều mới không rời. Dặn lòng niệm Phật mấy người, cầu cho thiên hạ bằng nay thái bình. Cầu cho Phật tổ chứng minh, Quan Âm Bồ Tát anh linh dẫn vào. Di Lặc Phật tổ Nam Tào, chứng đề thiên mẫu thiên tàu chứng minh. Thiên thủ hộ pháp anh linh, chứng cho đệ tử cầu xin giữa trời. Nam mô A Di Đà Phật. Niệm Phật có bốn thần linh, thường thường bảo hộ bên mình mẫu khang. Niệm Phật tật bệnh tiêu tan, như sương tan nát như hồ nước trong. Niệm Phật thời giữ tấm lòng, lòng đừng trao chát mắt dòng gian nan. Niệm Phật cực lạc hân hoan, Ta Bà khổ não giàu sáng mấy hồi. Niệm Phật muốn việc đều thôi, chớ ham siêu niệm luân hồi khốn thay.
niệm Phật thì phải ân cần, thức khuya dậy sớm tay lần hột châu. Niệm Phật nhớ chữ Bồ Đề ơn thâm, phải trả nghĩa sâu phải đền. Niệm Phật thọ mạng tăng long, cứu quyền thất kỳ tổ đặng về Tây Phương. Niệm Phật nhớ chữ từ bi, gian tham bất bất si si vừa vừa. Niệm Phật nhiều người không ưa, những người có tánh thuở xưa tới giờ. Niệm Phật sen nở đợi chờ, cây nào bóng nấy bốn mùa tốt tươi. Niệm Phật vui thú thành thơi, buồn sầu giải hết mặt người cười chê. Niệm Phật nhớ chữ bằng đầu, cửu quyền thất ý tổ đặng về Tây Phương. Niệm Phật Phật độ bảo toàn, lần tay có Phật sao không chịu dò. Niệm Phật chớ khá oán người, dầu ai hung ác ta thì thiện tâm. Niệm Phật nhiều kẻ vô nhân, qua tay thì niệm hết dần lại quên. Niệm Phật không tốn đồng tiền, niệm Phật thoát khỏi những điều bi ai. Niệm Phật có Phật Như Lai, bình an yêu quái ẩn hình trong thân. Niệm Phật thì phải bỏ tà, khỏi nơi tai họa sao dân không dò. Niệm Phật Phật độ ân cần, lâm cơn nguy hiểm có người cứu an. Niệm Phật đừng có trách than, cũng đừng oán giận cừu hờn với ai. Niệm Phật có Phật vạn lai, lâm cơn nạn tám Phật sai cứu mình. Niệm Phật phải sửa tánh tình, ăn ngay ở thẳng chứ tình phan ngang. Niệm Phật bỏ tánh nghinh ngang, tu nhân tích đức Phật sai được về. Niệm Phật Phật độ nhiều bề, gặp cơn tai họa chớ hề hại thân. Niệm Phật đừng có kể công, dầu lắm tai họa cũng không lụy mình. Niệm Phật thì phải chí tình, ân cha nghĩa mẹ giữ mình cân phân. Niệm Phật phải giữ tứ ân, ân nhà nợ nước xử phân trọn nghi. Niệm Phật tập tánh từ bi, đạo vợ nghĩa chồng chớ có nại nhau. Niệm Phật hầm hút cháu rau, thương người tàn tật sáng giàu đừng ham. Niệm Phật đừng muốn tiền ngàn xa, cừ mã não ấy mang làm chi. Niệm Phật tàn tật đừng khi, nữa sao mắt đọa hơn thì người ta. Niệm Phật bỏ tánh gian tà, cũng đừng ham sắc ham quá làm gì. Niệm Phật đừng có sân si, thấy người mắc nạn khá đi cứu người. Niệm Phật đừng có oán cừu, đừng đem lòng ác hại người chẳng nên.
niệm Phật giữ giả cho bền ơn thầy nghĩa bạn chớ nên sai lầm. Niệm Phật Phật hiện vào tâm, tam bành lục tật dục mình đằng đâu. Niệm Phật bỏ tánh câu mâu thì sao mới đặng một câu thanh nhàn. Niệm Phật khỏi hết tai nạn, nói cho già trẻ đặng tàn căn nguyên. Niệm Phật Phật độ hiển nhiên, gặp cơn bát loạn đặng yên thân mình. Niệm Phật phải tưởng thần linh, cũng đừng khinh dễ mà mình lụy thân. Niệm Phật thương hết thế trần, giàu nghèo thì cũng nhân, nhân là người. Niệm Phật khổ hải bằng mười, chỉ công gắng đặng thì mình mới nên. Niệm Phật giữ giả cho bền ơn, đền nghĩa trả dưới trên thuận hòa. Niệm Phật Phật chẳng ở xa, chỉ công cầu nguyện Phật mà hiện cho. Niệm Phật thì đặng ấm no, khỏi nơi đói lạnh mà lo nổi gì. Niệm Phật có Phật dắt đi, coi non coi núi coi thời bồng lai. Niệm Phật Phật cứu hoài hoài, khỏi nơi lao khổ nào ai thấy rài. Niệm Phật tay quả cùng bay, nói cho già trẻ giữ nay mà nhờ. Trẻ già đừng có nghi ngờ, biết đời ngó thấy bây giờ tới đây. Mấy bài khuyên khắp đông tây, nói cho nam nữ đặng hay giữ mình. Nếu ai mà chẳng có tin, rồi sao mang quả chớ tình trách than. Quê lưu diễn nghĩa mấy hàng, cầu cho già trẻ luân bàn tu thân. Cuộc đời xem thấy hầu gần, có buồn thời độc tay ương khỏi lầm. Đọc rồi phải niệm ba câu, có biển câu niệm khấn cầu dưới đây. Nam mô năng cứu khổ cứu nạn, cho vạn dân ba tánh Bồ Tát Ma Tát. Nam mô năng cứu khổ cứu nạn, cho vạn dân ba tánh Bồ Tát Ma Tát. Nam mô năng cứu khổ cứu nạn, cho vạn dân ba tánh Bồ Tát Ma Tát.